xin chào mọi người lại là khoa đây trong các tutorial ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người đi mua đơn cái pen này nhé trong các tutorial này sẽ gồm có 5 phần thứ nhất là reference, thứ hai là modeling, thứ ba là unwrap, thứ tư là làm ánh sáng và thứ năm là mình sẽ đi tạo vật liệu cho nó nhé. Sau khi mà đã học xong cái tutorial này thì mình có thể modeling một cái đèn trong những như thế này nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái tutorial thôi. Trong tutorial này mình có sử dụng phần mềm 3 Max 2021, Vray 5, plugin Copy Paste, plugin Unwrap Pro, plugin UV Tool, phần mềm Marvelous trong trường hợp bạn chưa có phần mềm hay là plugin thì các bạn có thể vào ngay tại cái trang web và kéo xuống dưới đây nhé các bạn bấm vào cài đặt phần mềm và plugin nó sẽ nhảy ra một cái trang My map như thế này ví dụ như bạn cần plugin unlock pro các bạn chỉ việc bấm vào dấu mũi tên ở góc bên trên như thế này nó sẽ dẫn đến phần unlock pro tiếp tục các bạn bấm vào mũi tên ở link download thì nó sẽ nhảy tới trang web và download plugin xuống cho bạn nhé tiếp theo thì chúng ta hãy đi cài đặt cho nó ở đây bạn có thể quan sát tấm hình này nếu không nữa bạn có thể bấm vào đây để dẫn đến link video hướng dẫn cài đặt cho cái phần Undrop pro này nhé để nhận được hình ảnh tham khảo Reference hay là Texture hay là File Lighting Studio mà mình có sử dụng trong cái tutorial này thì các bạn hãy bấm vào đây để download file thực hành trước Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào tutorial nha Ở cái phần thứ nhất này đó chính là cái Reference để ta hướng dẫn mọi người là đưa cái tấm hình tham khảo vào trong cái file 3D Max của mình ha Thì hiện tại em chỉ có một cái tấm hình tham khảo duy nhất này thôi nè Em chưa có kiếm được cái tên hay là cái kích thước của nó Vì vậy thì mình sẽ đi cho nó một cái kích thước tương đối nha Là từ mặt đất lên tới cái mặt ngồi á Mình sẽ cho nó là 400 nhá Để có được cái tấm hình tham khảo này thì mọi người nhớ bấm vào cái phần mà uh, download phải được hành đó em có để cái tấm hình này ở trong đó nha bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi đưa cái tấm hình này vào trong 3D Max nhé ở trong cái phần đầu tiên này thì em sẽ hướng dẫn mọi người là đi đưa cái tấm hình tham khảo vào trong cái file 3D Max của mình ha Ở trong cái file thực hành của mình nè à, Mình có một cái thư mục uh, reference ha à, Mình vào đây thì nó chỉ có một cái tấm hình này thôi ha à, Lúc này mình sẽ đi vô 3D Max nè à, Mình nhấn Alt W để uh, phóng to một cái uh, khung nhìn lên Xong rồi cái mình sẽ nhấn chữ S nè Để mình vào được cái vùng nhìn mặt front Xong rồi cái mình sẽ đi cần chô chuột phải Mình đi vẽ đại một cái tấm plan nhé đó nó như nó sẽ trông giống như thế này đó, đừng đừng có để cái khung dây này ha mình sẽ phải để như thế này nè thì mình mới có thể thao tác được á là mình cầm cái tấm hình này nè mình quăng nó vô đây nè thì lúc này cái tấm hình nó sẽ vào trong cái file 3 d max của mình rồi à, tuy nhiên là cái tấm hình này á nó có thể là nó bị bẹt ngang còn không là nó sẽ bị kéo dài ha mình sẽ phải đi kiểm tra lại cái kích thước cho nó đây ở trong cái thư mục mà chứa tấm hình này nè các bạn giữ antalas nha xong rồi cái mình kích đúp vô đây thì nó sẽ ra được cái bảng này mình vào ngay cái mục đi theo nè thì mình sẽ chắc được cái kích thước của nó đó là 764 1564 ok ha đó, quay trở về 3D Max nè mình vô cái top modify nè ha mình nhập cho nó là 7764 uh, 7 764 đây 1564 đó. như vậy thì mình được một cái uh, tấm hình mà nó đúng được cái tỷ lệ chiều ngang với chiều dọc ha, có nghĩa là nó không có bị cao quá hay là nó không có bị bẹt ngang quá, mà nó đúng được cái tỷ lệ ngang với dọc. Tuy nhiên là cái này mới đúng tỷ lệ thôi, nó chưa có đúng được cái kích thước của cái model ha. À, thế thì á, đối với là cái bài này em không có kiếm được cái kích thước tổng thể của cái pen này. À, vì thế là bây giờ mình sẽ đi uh, nhắm nó tương đối nhá, đi nhắm nó tương đối thôi. Ví dụ như em sẽ lấy cái chiều cao này nè, à, cái pen này em nhắm nó cao chắc là tầm khoảng 400 ha. Còn cái chiều sâu của nó tạm thời em sẽ lấy 600 Thí à, dụ như mà về sau mà nó bị sai quá đó Thì mình có thể là cân nhắc mình đi scale nó một chút nha Nhớ nha, scale một chút thôi Chứ mình scale quá thì à, mình lại bị lạm dụng vô cái chuyện scale Đấy, bây giờ thì mình có thể đi vẽ à, một cái rét tăng à, Để đại diện cho một cái cây thước ha Rồi cái rét tăng này mình cho nó tầm khoảng 400 đi chẳng hạn mình đặt từ dưới chân nè đó mình cho lên tới cái mặt ngồi là 400 ha như vậy thì mình sẽ lấy cái hình nè mình sẽ đi scale nó ra một chút đó để làm sao mà từ chân lên tới mặt ngồi á uh, cho nó tầm khoảng uh, 400 ha đây đâu đó tầm này thì mình có thể tạm thời mình sẽ cho cái chiều sâu của cái uh, của cái pen này nó là 600 ha vì thế là bây giờ mình sẽ đi nhấn cường cho chuột phải nè đi vẽ một cái khó bóc từ đây qua đây nè ha rồi cái chiều sâu á tạm thời mình cứ uh, bấm cho nó cố định cái đi xong rồi cái mình nhập nè tại vì mình vẽ cái khó bóp ở bên mặt lên ha cho nên nó là cái chiều sâu này lúc này nó sẽ là cái hai á đó, đó mình nhập cho nó là 600 nè đó thì cái này uh, mình sẽ mua cái tờ bài tập ra đằng sau ha mình mua cái hình tham chiếu ra đằng sau đó thì cái này nó giống như là một cái uh, uh, cái khó bóc mà khung bao kích thước của mình mà em hay làm ở trong tất cả những cái tutorial á đó, đó. À, thì cái này mình sẽ vào ngay cái tab thứ năm nè ha xong rồi cái mình kiểm vô display box như thế này ok chưa thì nó chỉ hiện cái khung dây thôi đó mình dễ làm sao tới cuối cùng cái model của mình đó nó sẽ nằm ở trong cái khung dây như thế này là ổn nhá à, như vậy thì em đã hoàn tất được cái uh, uh, phần 1 đó chính là đưa cái tấm hình tham khảo vào đây ha ở phần thứ hai này, này để sớm dẫn mọi người đi mua đi liền cái tem này nhé Thế thì cái bạn này nè mình sẽ cần hai cái phần mềm. Một là mình sẽ sử dụng 3D Max để modeling cái phần khung gỗ cho nó. Và hai á là mình sẽ đi sử dụng Marvelous để mà đi modeling cái phần mềm và hai cái gói hai bên cho nó nhé. Và mình dành cho quảng cáo đó chính là nếu như mà bạn nào yêu thích cái phần mềm Marvelous, bạn đã biết một chút về nó rồi và bây giờ bạn cần hệ thống lại kiến thức hoặc là bạn chưa biết gì về nó hết. À, bây giờ thì bạn muốn học nó một cách bài bản để mà có thể giải quyết được những cái phần đệm là hay là vải móc ở trên cái đồ furniture thì các bạn có thể tham khảo khóa học Marvelous qua video clip. Mọi tin các bạn có thể tìm thấy ở trên trang web của Trueonnet này nha. Rồi, không vậy nói gì dòng nữa. Bây giờ thì em sẽ giúp mọi người đi cho nó nhé. bây giờ thì mình sẽ tiến hành demo modeling cho nó nhé. À, các bạn lưu ý như thế này. Thí dụ như bây giờ nè, em sẽ vào cái mặt phân nè ha, xong rồi cái nhấn F4 lên đó. À, trong trường hợp này nè, mọi người có thấy cái tấm hình tham khảo của mình đó, nó đang có cái đường segment này ha. Uh, và nó làm cho mình rất là bị rối mắt trong cái quá trình mà mình đi dựng hình thì mình có thể là chọn cái tấm plan này nè, chọn cái tấm hình bài tập á, mình đi chuột phải vào đây, chuột phải vào đây nè ha, để cho nó uh, tắt cái đường segment đi. Đó như vậy thì nó sẽ thoáng cái mắt nhìn hơn nè. Đầu tiên vô ha, mình sẽ đi dựng cái tấm gỗ ở phía trước như thế này thì các bạn cũng có thể thấy là nó là cái tấm gỗ mà nó liền mạch với nhau hết nè ha. Lúc này thì mình có thể là bắt đầu nó từ cái tấm plan nhé. Xem này, Ctrl chuột phải nè, mình đi vẽ một cái tấm plan nhớ là cái tấm plan này nè mình để xác minh cho nó là một một nha để cho nó có một cái bully thôi à, đó, tránh trường hợp mình để mặc định đó là 44 á nó sẽ có tới bốn đường nó nó sẽ có thêm ba đường xác minh trong đây nè để chụp phải vô đây chụp phải vào đây đó chỉ để một cái bully như thế này thôi nhá xong rồi cái mình sẽ đi kênh bệt nó sang edit table bully nè cái điểm này thì có phải là ở đây không đây cái điểm này nè mình sẽ mua nó lên đây nè ha để cho cái đường xác minh này nó chéo như thế này rồi cái điểm này thì nó trên đây xong rồi cái điểm này nè mình mua nó xuống nè ha rồi, xong rồi mình nhấn số 2, mình chọn cái cạnh này nè, giữ ship, mình kéo nó ra đây nè Nấy, rồi cái này mình có thể nhấn Alt X để nhìn xuyên ha Cái này nó thấp thấp xuống Ở đây mình sẽ cố gắng mình tung vô cái đường, đường, đường thẳng nha Cái đường cong tạm thời mình cứ mặc kệ nó đi Này, tại vì những cái đó mình có thể chỉnh sau Rồi, bây giờ cái cạnh này nè, mình giữ ship, mình kéo nó ra đây nè ha Rồi cái điểm này có phải ở đây không Rồi, cái cạnh này nè thì mình giữ ship mình kéo nó xuống nó mình cho nó xuống chạm xuống cái này ha thì nó sẽ chạm xuống dưới mặt đất đã nhìn tới đây mình cũng thấy là cái chân này nó sẽ bị uh, bóp nhọn lại ở ngay cái phần mà đi đi xuống nè ha khi mà chạm đất thì nó sẽ bị bóp nhọn lại đây tầm khoảng này xong rồi nè cái cạnh này nè với lại cái cạnh này nè mọi người hãy đi viết cái lại ha bằng cách là mình chọn hai cạnh nè ở đây mình có thể là show ribbon đó mình bấm vào đây nè để cho nó bật cái bảng này lên nè ha xong rồi cái mình sẽ kiếm cái brick nè mình pick nó vào đây một cái À, đó như vậy thôi thì nó sẽ nói lại được hai cái đường xác minh này cho mình ha đó như là em nói á mình uh, mình vẽ thì mình sẽ tung vào cái đường thẳng ha à, cái này nè có phải cái điểm này nè khi mà nó mua qua đó, nó mua vô tới đây nè ha mọi người thấy là nó sẽ bị lấn vô đây một chút xíu nhưng mà mình đừng quan tâm nhá quan tâm là nó tu đúng theo cái đường thẳng là được rồi cái điểm này nè mình sẽ mua nó lên đây một chút xíu Đấy, cái điểm này nè mình cũng cho nó cao lên nè ha Xong rồi nè, mình nhấn số 2 mình chọn cái cạnh này nè, giữ ship mình kéo nó ra đây. Mình chỉ kéo hơn một nửa là được rồi ha. Tại vì sao? Bên đây nè, nó cái cái này nó có tính chất đối xứng, vì thế là mình vẽ nửa bên thôi. Một chút hồi mình sẽ symmetry nó qua bên đây nhé. Bây giờ là mình đã giải quyết được xong cái pulley à, được nửa bên rồi. Bây giờ thì mình có thể là mình đi seal nó lên ha đó thí dụ như mình đặt nó ở ngay vị trí này mình seal nó lên thì seal cái mặt định của lĩnh seal á vừa vừa bấm vô nó sẽ là một một mm nè đó đối với lại cái này thì mình cho nó tầm khoảng là uh, 30 30 ha đó em nghĩ là cái thanh gỗ này nó dày tầm khoảng uh, 30 mm lúc này mình sẽ đi nâm nó lên mọi người lưu ý nè trong nâm thì nó trong cái bảng uh, ribbon này ở trong cái tab modeling ha uh, tuy nhiên hiện tại mọi người sẽ thấy là nó không có sổ ra tại vì sao cái đối tượng này của mình nè à, nó đang là seal mình sẽ phải trình và nó sang edit table boolean nhé thì cái lúc này cái năm này nè nó 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 mới hiện lên cho mình à, cũng có một cái lưu ý nữa đó chính là cái gì cái năm này nó chỉ sử dụng được khi nào mà cái đối tượng của mình là edit table bully thôi thí dụ như là cái đối tượng của mình là edit bully nè thì mọi người có thấy không cái năm này nó bị tắt đi nè đó vì vậy là mình sẽ phải con uh, uh, vật nó sang edit table bully luôn nè ha thì cái năm này nó mới sáng lên rồi bây giờ đối với lại cái này thì nó đang ít lưới em năm ba đi năm xong mọi người có thấy là nó chọn quay như thế này nè ha mình có thể á à, đây là cái đầu này nó tròn à là tại vì có cái boli này thấy không mình có thể chọn cái boli này mình delete nó đi thì nó sẽ không có còn bị tròn nữa rồi bây giờ mình sẽ đi à, à, sử dụng squid lot để mình đi chặn cạnh lại ở trong đây để cho nó cong giống như là cái mẫu ha chứ cái này thì nó đang bị tròn do thứ nhất thì em sẽ đi giải quyết cái chân của nó đi thấy không cái chân này nè ha mình nhấn số 1 để mình thấy được cái khung màu cam này nè mình chặn cho nó một cái đường ở sát rạc xuống đây nè xong rồi cái lên đây mình chặn thêm cho nó một cái đường nữa ha để cho nó đứng cái nét lại luôn đó ở đây mọi người có thấy là nó có một cái ngã tư ở đây không? đó thì một cái ngã tư ở đây nè, coi em đi chặn cạnh nè ha, đó mình có thể chặn cho nó ở đây một cái cạnh nè, squid lot chặn thêm cho nó ở đây, đó, squid lot chặn thêm cho nó ở đây nhớ là kê vô cái đường ngang thì nó sẽ tạo ra cái đường dọc nhá, đó thấy không? thì nó ra được cái ngã tư rồi nè, tương tự cái cái góc vuông này nè, đó mình có thể chặn cho nó đang cái, chặn cho nó đang cái, rồi cái này nè, mình cũng chặn cho nó đang cái, chặn cho nó đang cái, tương đối thôi ha. À, đấy trong trường hợp đó, là mình chặn xong rồi mà mình thấy là cái đoạn công nó chưa đúng thì mình có thể là à, nh nhớ nha vẫn còn đang trong cái lệnh cuối lót này nè mình đi nhấn cẩn mình pick vào một cái cạnh nào đó thì nó mang ý nghĩa là nó lót cái đường đó hiện tại ở đây do là cái màu cam với màu vàng nó đang rất là giống nhau à, cho nên là mọi người chịu khó cố gắng nhìn nhá thấy không thí dụ như cái đường này nè Đấy, thấy đấy cái dòng này không? Nó đang là màu cam nè ha. Mình đi giữ control, mình biết vào nó thì nó sẽ đi lót được cái dòng này. À, khi mà mình đang đâm với nha, mình phải tin vô cái khung màu vàng chứ mình không có tin vô cái cái màu trắng nhá. Đó, cái màu trắng là cái lưới của cái đối tượng thôi, mình đừng có tin vô nó. Để điều chỉnh được mình sẽ tin vô cái cái đường màu cam với màu vàng nhé. Xong rồi nè, mình giữ mình giữ control á thì nó mang ý nghĩa là nó lót cái đường đó ha. Xong rồi cái mình giữ antalat á thì mình có thể trượt cái đường đó nè thì nó sẽ cố định cạnh cho mình luôn. Thí dụ như cái đường này nè thấy không Mình giữ Antalab nè ở à, lộc mình giữ con nè mình biết cho nó một cái có nghĩa là mình lót nó mình chọn nó ha xong rồi cái mình giữ antalas nè đó thì mình có thể trượt nó nè mọi người thấy nè nó 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 sẽ chạy trên một cái đường sách minh có sẵn ha thì cái này nó có nghĩa là cố định cạnh đó thì bây giờ mình coi nè những cái góc này thí dụ như mà nó chưa giống thì mình có thể là mình đi trượt à, à, hoặc là mình đi mua điểm ha trong trường hợp này thì em sẽ đi mua điểm nhá đây mọi người thấy nè cái này nè thấy không nó nó hơi ngang ngang nó vừa tròn tròn mà nó vừa ngang ngang ở đây thì thôi trong tình trạng này thì em sẽ đi mua điểm cho nó nhá như thế này chẳng hạn thì thì nó sẽ uh, cái cái góc này nó sẽ bớt gắt hơn nó tròn lại nữa ha rồi cái này cũng vậy nữa nè có phải là cái thanh này ta thí dụ như cái này nó thẳng nè thì mình có thể lót nó mình đi mua nó xuống đây một chút nữa ha xong rồi cái điểm này nè mình nhả nó xuống đây còn cái này ha À, đây thí dụ như là lot nè giữ cần nè pick vô cái này để mình lót cái đường này giữ antalat nè mình có thể trượt nó nè ha mình nhả nó ra một chút thì cái góc này của mình nè nó sẽ được tròn hơn cũng tránh cái trường hợp là cái Bully này nè nó bị hình chữ nhật quá nè ha cái này cũng vậy cái này cũng vậy thì mình có thể là mình đi squiz lot á mình canh canh ngay cái đường ở giữa đó mình cho nó một cái đường xác minh ha để cho nó đứng nét lại chút xíu tại vì cái Bully nó dài quá thì nhiều khi là nó sẽ hơi cong một chút xíu nha như vậy thì mình đã giải quyết được xong cái poly ở cái phần ở, ở, ở cái mặt phân rồi bây giờ nè mọi người có thấy là nó tròn do không? trong khi đó trong cái mẫu ha thì nó sẽ mềm ra à, đó em xài tự là mềm ra nha chứ không phải là nó sắc nét đâu bây giờ mình sẽ đi tiếp tục nè mình chặn cho nó một cái đường xác minh đó thí dụ như là mình chọn một cái đường xác minh nằm ngang nè ha cái mình đi insert vô đó mọi người có thấy là nó đứng nét hơn ở cái chiều dày không này cần chưa xét nhá đây lúc này nó tròn do mình chọn một cái đường xác minh nằm ngang nè ha mình đi bấm vô cái insert thì nó sẽ cho ra một cái đường xác minh mà nó nằm ngay chính giữa ha nó khác với nó khác với lại squidlot lot á lot là mình biết ở đâu nó sẽ vô ngay vị trí đó thí dụ như mình chặn hai đường mà mình chặn sát rạc á thì nó sẽ sắc nét lên như thế này nè ha nè à, trong trường hợp này thì nó mềm mềm thôi thì mình có thể chọn một cạnh nè sau một cái mình đi insert ha thì nó được một cái đường xác minh ngay chính giữa thì cái này á nhớ nha À, nó chỉ chạy được một cái đường vòng ở ở, ở cái vòng bên phía ngoài thôi à, đối với lại cái này nè nó có cái tâm giác ở bên phía trong này nữa nè thì mình cũng sẽ chọn một cái đường xác minh ở bên phía trong này nè ha mình đi insert cho nó để cho nó đứng nét được cái uh, chiều dày nhé này à, bây giờ thì nó à, tương đối là nó ổn rồi đó nhưng mà ở đây nè mình nhìn kỹ thì mình có thấy á, là cái bề mặt này nè, nó hơi bị phạt phòng ha, nó hơi bị cong quá thì mình sẽ làm phẳng nó lại bằng cách cũng tương tự ha. Mình hãy chọn một cái đường xác minh nè, xong rồi cái mình đi insert vô. Đó, nhưng mà cái cái trường hợp này nè, khi mà mình đi insert vào á là nó vừa chạy một cái đường ngang nè ha. Đây, nó đang chạy một cái đường ngang nè. Ok chưa? Cái nó chạy qua đây nè, đó. Thì cái đường uh, uh, insert này nó nằm trong cái top lot, vì thế là nó cũng sẽ chạy theo cái nguyên lý của lot là nó sẽ chạy uh, nó sẽ chạy ở giữa hai đường à, khi mà nó được kẹp giữa hai đường song song ha. Đó thì nó chạy lên tới đây nè, cái nó vòng qua đây, cái nó chạy xuống đây. Rồi xui một cái á là đường ngang đụng với đường dọc thì nó sẽ tạo ra một cái hình thôi ở đây ha. Bây giờ em sẽ đi giải quyết cái hình thôi này nhé. Đó, đi giải quyết cái hình thôi này cũng lưu ý cho em một chuyện là cái gì? Ở mặt trước có hình thôi và mặt sau cũng có hình thôi, cho nên là khi mà đi giải quyết á thì mình để mặt phân nè ha. Mọi người có thể là chọn điểm nè. Đó, nhớ quét nha, quét điểm như thế này, quét cái điểm trên, quét cái điểm dưới nè để cho nó chọn luôn cái mặt sau nhé. xong rồi mình sẽ đi nhấn tổ hợp phím là cần chô ship e ha. À, cái đó là phím tắt của cái connect này nè đó. thí dụ bạn nào mà bấm phím tắt không được thì mình sẽ chuột phải mình chọn vô connect này nhé có nghĩa là connect điểm. rồi. còn hai cái điểm này nè, mình không có đi cần chô ship e được đâu nha. tại vì sao? À, tại vì á, nó bị dướng cái cạnh ở giữa này nè. đó vì thế là mình ở đây bắt buộc mình sẽ phải xài lệnh khách, nhấn enterlatc C nè. đó. mình khách từ cái điểm này qua tới cái điểm này nhé À, đặt cách thì nó chỉ ăn cái mặt trước thôi nó không ăn mặt sau mình sẽ quay quay đằng sau nè mình tiếp tục mình cắt cái điểm này qua tới cái điểm này rồi à, lúc này ha thì mình sẽ thấy là cái cạnh này nó thừa nè đó mình nhấn số 2 nè ha mình chọn cái cạnh này nhớ là quét nha quét để cho nó chọn luôn cả cái mặt sau đấy ok chưa xong rồi cái mình sẽ nhấn anh tay tay đó để nó remove đi ha như vậy thì khi mà có được một cái đường xác minh đó mà nó nằm ở ngay cái mặt này nè thì lúc này cái 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 bề mặt của mình nó nó sẽ phẳng ra lại đó thì nó sẽ trông giống như là cái mẫu hơn tới đây rồi thì sau nữa mình sẽ đi symmetry từ đây qua đây nhưng mà khi đi symmetry mọi người luôn luôn phải nhớ là mình đang đi nâm nè nếu như mình đi gán lệnh symmetry cho nó thì nó sẽ bị tăng lưới ha vì thế là mình sẽ phải uh, uh, tắt cái nâm này đi nè đó ở đây mình cũng có một cái mẹo đó chính là thấy cái trục này nó ở đây không khi mà mình đi gắn lệnh symmetry thì cái trục này nó sẽ symmetry từ đây luôn này, à, mình có một cái mẹo đó chính là mình hãy chọn cái điểm ngay khu vực này nè. Ok chưa? Xong rồi cái mình đi gán cho nó cái lệnh symmetry nè ha. Thì cái trục của cái symmetry nó sẽ nằm ngay cái vị trí này. Rồi, mặc định của nó symmetry theo trục X thì nó cũng đúng ý mình rồi ha. Nó đúng trục rồi đó. Tuy nhiên là hiện tại nó đang lấy cái bên không có nó đi symmetry qua bên đây thì mình sẽ đi lật ngược nó lại bằng cách là mình kiểm vô flip để cho nó đi lấy cái bên đây nó đi symmetry qua bên đây nhé cái này nó đang bị lấn ra mọi người có thấy cái khung ở đây nè à, cái trục ở đây nó đang màu cam không mình nhấn số 1 nhá để cho cái để cho cái trục này nó chuyển sang màu vàng nè lúc này mình có thể là mua theo trục ít là mình mua nó sát vào đây đó cho cho nó tương đối nó giống như là cái khung của mình đã vẽ sẵn nhá xong rồi cái mình sẽ đi hình bệt nó sang editable luôn đó à, cái này thì mình có thể đi năm ba lại cho nó tròn nè cho nó mượt nè nó như vậy thôi là mình đã xong được nửa bên rồi ha thì à, đó là mình đã xong được cái à, phần trước rồi nó còn có cái phần sau nữa thì cái phần sau này nó đơn giản thôi là mình chỉ việc đi copy cho nó là được rồi đó nhưng mà ở đây thì em chỉ đi copy tạm thời thôi nha cái lý do là tại vì sao đằng trước với đằng sau nó giống nhau à, ở cái quá trình mà mình đi unwrap á thì mình đi unwrap cái đằng trước thôi cái đằng sau mình có thể à, à, mình 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 unwrap xong rồi mình đi copy ra để, để mình đỡ phải đi cắt chỉ mình đỡ phải đi unwrap lại cái này nó cái khung này vẫn chưa xong cái khung này nó còn có đây mọi người có thấy là cái tấm gỗ này ở đây không đó, nó, nó có một cái tấm gỗ này ở đây nè ha cái tấm gỗ này em thấy là nó tròn ở trên này nè thì mình giải quyết làm sao ha mình có thể là cần trôi chuột vải nè dễ cho nó một cái khó bóc ha xong rồi cái chiều sâu á mình tạm thời mình cho nó như đây đại đi cái mình hình bệnh nó sang editable poly nè đó, mình có thể là nhấn số 4 ha, chọn cái mặt này với chọn cái mặt này mình delete nó đi. Dù sao thì nó cũng sẽ cắm vô cái uh, hai cái tấm gỗ rằng trước hai hai cái tấm gỗ ngang á, cho nên là mình cũng chả thấy được cái này đâu ha. Uh, đó mình có thể delete nó đi. Uh, thấy cái này nó tròn không? Thì lúc này mình có thể chọn một cạnh nè, cái mình đi ring nè ha. Này, xong rồi xong nữa nè, mình sẽ đi chamfer ha. Uh, để chắc chắn á, uh, uh, tại vì em xài mươi 21 cho nên nó có cái dạng chamfer là uniform, uh, thấy không? Nó là uniform này đấy uh, có thể là các bạn mà học tutorial này các bạn xài mắt thấp hơn thì các bạn có thể là uh, chọn qua cái dạng tam giác cũng được nhé đây em sẽ chăm phơ tam giác để chắc chắn là ai cũng có được cái chăm phơ này mình tăng nó lên nè xong là cái mình đi tăng tăng cái số lượng segment lên ha nó mình tăng như thế này nè thì nó sẽ tròn thôi coi chừng là mình chăm phơ quá tay ha mình chăm phơ quá tay á thì cái này nó sẽ bị lấn ở đây nè đó vừa vừa thôi nó tăng cái đường segment cho nó tròn nhé nhiều quá để nó tầm khoảng 16 thôi. Thì đương nhiên là nó sẽ mình để nó vô đây một chút xíu nhé. Đó, cái này thì nó có thể là nó cao lên đây nè. Cho nó giống với cái mẫu ha. Rồi, cái này nó chưa tới thì mình nhấn số 3 nè. Đó mình đi bắt điểm nó vô đây là được rồi. Tiếp theo nè, nó có hai cái con ốc Ờ à, đây ha. Thì cái này đơn giản thì mình có thể vẽ một cái cylinder thôi. đó à, em nghĩ cái, cái 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 đó nó sẽ là cái chốt cái tấm gỗ của mình lại á cho nó đừng có lắc lư á. Nè, nhưng hai cái đinh chốt ấy. Nè, mình vẽ một cái cylinder này thôi nè. Cái cylinder mặc định nó cái size của nó chỉ là cái 18 thôi nè thấy không? Thì trong cái trường hợp này á, mình thấy được cái diện này thì mình nên đi tăng cái xác mình nó lên ha. Thí dụ như em tăng nó lên 40 50 gì đó nhé cái chiều cao của cái 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 hai segment đó mình không cần mình hãy đi uh, delete nó đi lộn nha hai minh chứ không phải là cái hai này ờ, ok chưa bây giờ mình có thể là mình đi chăm phơ cho nó luôn nè hình vật nó sang cái table poly nè ha nhấn số 4 nè mình nên đi inset cái cái mặt này tại vì sao lót nó chỉ có thể chạy được khi mà nó được kẹp giữa hai đường song song ha cái đường này nè nó chưa có được kẹp giữa hai đường song song thấy không đó nó nó, nó đấy vì thế là mình đi nhấn số 4 nè mình đi inset vào đó như vậy thì cái đường này nè nó được kẹp giữa hai đường song song rồi ha mình kích tích nè thì nó sẽ lót như thế này xong rồi cái mình đi chamfer cho nó mềm ra ha ờ, cái này nó ở mặt tiền á tránh trường hợp mình làm cho nó bị nó bị bén lên rồi em đi chamfer như thế này này rồi cái này thí dụ như nó không dài quá cho nó ngắn ngắn lại bớt là mình được một cái chốt như thế này ở đây em sẽ dựa vô cái tấm hình để em đi xác định cái chiều cao cho nó ha thì nó sẽ hơi lệch hơn so với lại cái mẫu một chút xíu À, đương nhiên rồi tại vì cái mẫu của mình nó là phối cảnh mà. đừng hai cái chốt, mình cứ nhắm vô cái mình cứ nhắm vô cái khung gỗ của mình ha, để mình đi, đi 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 đặt cái vị trí cho nó đúng nhất. Hai cái chốt này nè, mọi người thấy không? Thì bình thường em dựng hình á lúc nào em cũng ưu tiên em để cho nó có một cái trục ngay chính giữa hết trơn á. Thí dụ như cái này nè ha, mình có thể là chọn cái này, xong rồi cái mình đi connect thì nó sẽ có một cái đường segment ngay chính giữa cho mình như thế này nè thấy không hai 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 cái chốt này nè mình có thể là mình đi attack nó lại với nhau nè ha xong rồi cái mình đi symmetry đi chẳng hạn là symmetry trục này không đúng ý mình đâu thì mình symmetry nó theo uh, chụp trục y cũng phải luôn symmetry nó theo trục z nè ha mình nhấn số 1 nè nè xong rồi cái để mình có thể di chuyển được cái trục này nè đó cái mình đi nhấn chữ s mình bắt điểm mới vô đây nè ha ồ sao nó lại không đều thế nhỉ à rồi cái khung này em để nó không đều rồi tại cái này nó không đều nữa ha bây giờ mình đi remove cái này đi đó, em sẽ bắt điểm cái này nó ở đây à, bắt điểm cái này nó ở đây cho nó nè bây giờ lại nhá mình sẽ chọn cái này nè mình đi symmetry ta symmetry thay chụp z nè nhấn số 1 nè mua nó ở đây nè thấy không thì nó sẽ đều nó bắt qua đây nè ha rồi cái này mình có thể là kinh vật nó sang edit table poly luôn cũng được xong rồi cái mình lại uh, tiếp tục mình đi symmetry à, đây symmetry nè ha nhấn số 1 nè đó symmetry theo chụp x là đúng rồi nhá đó, cái mình bắt vô cái nãy á mình đi symmetry á nó có cái đường xác mật ngay chính giữa đây nè ha nó cái mình cái việc bắt vô đó thôi hình vật nó sang cái poly này này rồi cái này cũng tương tự ha mình cũng có thể là mình đi symmetry nè xong rồi cái mình đi nhấn số 1 nè đó, bắt nó vô đây Hay không thì nó sẽ song song hết thôi ha à, à, lộn thì nó sẽ đối xứng hết thôi bây giờ cái này mình còn có một cái tấm uh, chắc là mình sẽ phải có thêm một cái tấm gỗ ở dưới này nữa thì cái tấm gỗ này mình có thể vẽ bằng bất kỳ cái gì ha uh, Thí dụ như mình có thể dễ bằng cái khối bóc cũng được Tạm thời sẽ vẽ nó bằng một cái uh, khối bóc nhá Cái này nó có bóc này nó hơi cao em sẽ cho nó lùng xuống như vậy thì mình đã tiến hành vẽ được cái khung cho nó ở bên à, à, bên 3 d max rồi ha sang tới phần sau thì em sẽ hướng dẫn mọi người là đi modeling cái tấm nệm với lại hai cái gói hình trụ hai bên cho nó nhé rồi bây giờ thì mình sẽ đi tạo các phần nệm à, với lại hai cái gói hình trụ này nè trong Marvels ha đó cái này thì nó tương đối là nó ít nhăn à, đó nhưng mà cái mà em hướng dẫn mọi người thì em sẽ làm cho nó nhăn nhiều hơn nhé à, ở đây mình sẽ đi xuất cái avatar là cái này nè, Thì cái kinh nghiệm đi xuất cái avatar để tránh mà nó bị lỗi á ha. Ờ, cái này nó sẽ đỡ cái niệm á thì mình sẽ nên đi tăng lưới cho nó nhé. Ở đây chọn những cái cạnh này nè, mình có thể ờ, còn không á, các bạn có thể gán cho nó cái lệnh editor uh, table bully á, à, edit bully nè ha để uh, mình đi tăng lưới cho nó lên để phục vụ cho cái chuyện là mình đi làm avatar, nhưng mà sau khi mà xong rồi á. Sau khi mà xong rồi á ha, tại vì bên 3D Max á cái mẫu model cuối cùng của mình á mình cũng chả thấy cái này đâu. Mình làm avatar xong rồi á Mình có thể là đi xóa cái lệnh này đi nè Đó thấy không đó, Thì thì nó sẽ mất cái lưới đi ha Mình sẽ tiết kiệm được cái uh, bully hơn Một cái điều nữa đó chính là cái gì uh, Cái này nè Bây giờ tạm thời mình đi attack nó lại ha Và mình uh, đi gắn cho nó cái lệnh là editable bully chẳng hạn Cái lý do là uh, Khi mà mình đi xuất ra cái file obj á Thì nó sẽ không có hiểu được cái lưới nâm ha Cho nên là cái này nếu muốn á Thì mình sẽ phải đi Đi tăng lưới cho nó Này Để còn không nào, Mình tắt nâm đi nè ha mình đi turbo mode cũng được cái này nó nhiều quá thôi turbo mode nó là hai thôi nhé cho cái lưới của nó nó vừa đủ thôi bây giờ mình sẽ đi chọn ba cái này không cần mấy con ốc này đâu ha tại vì mấy con ốc này nó không có va chạm với lại cái vải của mình cho nên là mình khỏi đi xuất avatar nên mình chỉ đi chọn như thế này thôi nè cái mình vào file nè ha mình chọn vô là export nè export select nè đó à, bình thường thì trong cái máy của em lúc nào nó cũng có một cái thư mục là avatar mình đi xuất ra một cái file là obj nè Xong rồi cái mình đi đặt tên lên thôi 14 rồi ha Bây giờ mình đã đi đặt tên cho nó là 15 Thích nữa thì mình đi chú thích thêm Là avatar pen Xong rồi cái mình đi export nè Như thế này thôi nhé Xong rồi cái mình sẽ vô cái phần mềm Marvelous nè ha Mình vào file Mình vô import nè Bình thường em có thói quen em chọn là import and ha Import obj nè Đó Lúc này mình vào cái thư mục là avatar Mình đi lấy cái Cái avatar mà mình vừa mới đi xuất ra đó là mình được cái pen nó nằm ở trong đây rồi đó bên đây thì mình sẽ có được cái hình chiếu của cái pen nè ha à, mình sẽ đi nhấn chữ s thấy không có nghĩa là vẽ một cái tấm bẫy hình chữ nhật cái này mình có thể căng được cái uh, chiều dài của cái pen này nè ha đương nhiên là uh, ở đây nè nó đang bị uh, nó đang bị lấn ra nè ha mình scale nó vô một chút xíu Cái bên đây nó cũng bị lấn ra nè mình scale nó vô một chút xíu như vậy thì mình đã được chiều dài của cái uh, của cái nệm rồi đó, lúc này mình sẽ đi nhấn chữ A nè, mình chọn ở đây cho cái trục nó nằm ở giữa nè ha, Đó, à, mình xoay xoay cái trục màu đỏ ha, này thấy không? mình giữ ship á, để cho nó có thể bắt được 90 độ, nó xoay nằm ngang nè ha, cái này mình có thể là scale nó ở đây, à, nhích lên nữa, thấy không? cho nó lớn qua đây, nhích nhích vô một chút xíu, à, tránh cái trường hợp á, cũng cũng tránh cái trường hợp á là nó bị dài quá thì nó sẽ gây tranh chấp với các avatar nha. Rồi bây giờ là mình được cái tấm này rồi mình tạm thời mình mua quá lên đây bây giờ em sẽ đi tạo cái nệm nè thì cái nệm em cho nó dày khoảng 100 ha thì mình sẽ chuột phải vô cái tấm vải này nè mình chọn cho là offset button outline đó mình cho nó dày lên mặc định của nó hình như là 5 nha đó mọi người nhập cái... đây em sẽ để lại cái con số mặc định nè nó tại vì cái file này hồi nãy em làm rồi á xong rồi cái quyết định làm làm lại á cho nên là nó nhớ lại cái con số cũ cái này mình sẽ nhập cái ví dụ như mà cái cái sofa này nó dày 100 thì mình sẽ nhập cho nó ở đây là 100 nhá xong rồi cái này nè mình sẽ chọn nó qua thành cái dạng thứ ba thấy không cái dạng thứ nhất á thì nó sẽ bung ra 100 thì nó bung như thế này để ý cái góc vuông nha còn mình chọn cái dạng thứ ba á thấy không cái icon nó đây nè nó, thì mình thấy nè nó sẽ không có cái tấm bảy ở đây ha cái này mọi người cũng nhớ kiểm vô là cái re uh, internal line ha để cho nó tạo luôn cái đường internal line ở đây luôn rồi cái mình nhấn ok nè Lúc này ha, mình hãy kích vô một cái đường internal line nè, xong rồi cái mình kích đúp vào nó ha, nó sẽ chọn hết tất cả những cái đường internal line này. Mình chuột phải vô cái internal line nha. Nhớ là chuột phải với internal line đừng có chuột phải vô tấm vải nhé. Chuột phải vô internal line thì mình sẽ thấy được cái chữ khách and sew. Mình bấm vào đây nè ha. Thì cut and sew nó có nghĩa là nó cắt ra nhà nó may lại thôi, thấy không? Nó có luôn cả những cái đường may ở trong đây rồi. Bây giờ ha, mình sẽ đi cần chu chọn cái này nè, cần chu C, cần chu V, mình đi copy xuống dưới một tấm nè. Đó. À, cái này các bạn nhớ á, bấm vô đây một cái nè để cho cái trục nó xuất hiện ra nè ha. Mình bấm lên đây. Xong rồi á, mình sẽ xoay nó lại nè. Mọi người có thể thấy là trong cái marvelous á, cái tấm 7 của em nó có màu nâu ha. Mặc định của mọi người á thì khi mà mình vừa mở lên nó cái tấm 7 nó sẽ có cái màu trắng như thế này nè. Nãy em quên quên tắt cái file max đi á mà em chỉ xóa cái cũ thôi, cho nên là nó còn lưu lại những cái đó ha. Rồi, tạm thời mình cứ để như thế này. À, thôi, mình để cái màu nâu ấy để cho cái màu nó dễ nhìn hơn ha. Đây mình chọn vô cái tấm vải nè cái color nè ha mình cho nó một cái màu nâu xong rồi cái 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 thai á mình sẽ đổi qua thành cái vải siêu ha để cho nó bóng lên á thì về sau mình uh, dễ quan sát cái nếp nhăn của nó hơn rồi thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi mai nó nè bằng cách là mình nhấn chữ n nè ha mai cạnh này với cạnh này cạnh này với may lộn á cần chữ z nè cạnh này với cạnh này ha may theo nguyên tắc nha là may từ trong may ra nè đó bên trong thì khách anh thì nó may rồi xong rồi mình giải quyết tới bốn cái góc vuông này nè đầu này với đầu này, coi chừng là mình may nghịch cái đường chỉ nha. Đây đầu bên trong với đầu bên trong nè, thấy không? Như thế này nó mới đúng nha. À, xong rồi nè, cạnh này với cạnh này, cạnh này với cạnh này. Còn hai cạnh còn lại á là may theo kiểu đặc biệt đó nha. À, là 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 hai cạnh đặc biệt á là mình sẽ phải may bên 2D mình sẽ phải may nghịch cái đường chỉ là đầu này với đầu này nè. Đó, thì cái đường chỉ bên đây nó mới song song ha. Chứ còn mà mình may đầu trên nè với cái đầu trên nè là, là nó sẽ bị chéo đường chỉ như thế này là sai. Ở đây mình có thể cần chiều Z mình may lại nhé ngoài ra thì uh, các bạn uh, cũng có thể thí dụ mà mình chưa quen á, thì mình có thể mai bên 3D á, là đầu này với đầu này nè nó rất là trực quan ha bên 2D nó sẽ tự nghịch cái đường chỉ lại cho mình để cho nó đúng nè đó, đầu này với đầu này mọi người thích mai kiểu nào thì mai nhá lúc này mình đi nhấn phím cách chẳng hạn đó thì nó sẽ được một cái nó mai được được thành cái tấm niệm như thế ha nhưng mà cái này á là chưa ổn đâu nó bị thiếu cái độ thổi á thì mình sẽ chọn hết tất cả những cái mảnh vải này nè đó mình đi kiếm vô cái Apple nè ha mình đi nhập cho à, mình đi kiếm vô cái espresso mình đi nhập cho nó tầm khoảng 5 chẳng hạn xong rồi cái mình nhấn ok nè không thì mình được cái tấm niệm như thế ha à, các bạn có để ý á là cái tấm niệm này nè nó đang bị phình rất là nhiều so với lại cái này ha cái này nè nó sẽ phẳng băng ra luôn đó vì thế là bây giờ trong Marvelous này nè mình sẽ chọn cái tấm niệm ở bên dưới á thấy không chọn chọn cái tấm vải á, ở, ở lớp bên dưới á mình đi an giang tí xíu ha mình sẽ nhập độ thổi cho nó thí dụ như mình nhập độ thổi cho nó là 50 đi chẳng hạn đó, thì 50 á nó sẽ hút xuống rất là nhiều nó sẽ ôm vô cái avatar của mình ha nó làm cho cái niệm này nè nó căng phẳng ra như thế này luôn Cái ở trên này em đang có cái cặp giác là nó hơi bị dài quá nè thì 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 nó sẽ bị đùng cái vải ở đây ha để tránh cái trường hợp này mình có thể là chọn những cái tấm này lưu ý là mình đừng có chọn hết nha tại vì mọi người chọn hết á mà mình scale như thế này nè thì nó sẽ bị hư cái chiều cao của cái tấm này ha đó, vì thế là mình sẽ đi nhấn uh, ship loại bỏ cái tấm này loại bỏ cái tấm này xong là cái mình scale cho nó ngắn ngắn lại bớt ở đây thấy không đây nè nó ngắn lại rồi nè như vậy ha thì nó sẽ không có bị đùng cái cái nệm của mình tiếp theo nha thì ở đây nè mình sẽ có thể thấy là cái này nó sẽ có cái nhấn lỗ ở đây ha với lại cái mặt phẳng cái mặt ngồi á mọi người có thấy là nó bằng ra không đó bây giờ mình sẽ tiếp tục nè mình vô đây à, các bạn chọn hết cái này nè mình sẽ đi đóng băng ở đó lại nè cần chỗ ca đóng băng ở đó lại ha cái mặt này nè nó sẽ không có phình cao lên như thế đâu mà nó sẽ phẳng ra luôn vì thế là mình sẽ đi rã đóng băng cho nó ra à, xong rồi nè để cho nó căng ra ha thì à, mình sẽ đi co vải lại cái này mình sẽ để cho nó là 80 thôi 80 thôi ha Đó, à, 80 80 giảng à, mình co thì chiều ngang là còn lại 80 phần trăm co theo cái chiều dọc còn lại 80 phần trăm những phim cách một cái nè thấy không thì cái mặt này nó sẽ phẳng lì ra tạm thời mình để cho nó như thế này À, tiếp theo thì mình sẽ đi xác định uh, những cái uh, đường ngang đường dọc thì mình thấy chỗ này nó có hai đường ngang nè, xong rồi 1 hai ba bốn 5 6, sáu cái đường dọc ha. Thì ở trong cái Marvelous của mình á để uh, có được cái đường ngang á thì mình có thể liên tưởng tới cái uh, connect ở bên 3D Max ha. À, nhưng mà nó ngược lại một chút là để có được cái đường có được cái đường ngang á thì mình sẽ chọn cái đường ngang bên 3D Max mình connect đường ngang thì mình chọn đường dọc đúng không đó nhưng mà bên 3D Max thì ngược lại ha à, cần đường ngang thì mình chọn cái đường ngang này nè mình chọn cho cái dòng dài nhất nè ha xong rồi cái mình nhập số 2 ở đây nè thì nó sẽ connect cho mình hai cái đường ngang tương tự mình cần đường dọc nè thì mình sẽ chọn hai cái đường dọc nè ha xong rồi chọn vô cái dòng dài nhất rồi thấy không mình nhập ở đây nó là 6 nhé lúc này em đang có cái cảm giác đó, là cái mặt này nè, nó căng chưa có phẳng ha, à, tại vì nó còn bị dư dải theo cái uh, phương dọc á, à, nhớ nhặt ở trên là ngang ở dưới là dọc á, thì cái uh, phương dọc này mình để nó là 70 mươi nhá, xong rồi cái mình nhấn phím cách nè, thấy không? nó sẽ căng phẳng hơn nữa, tại vì nó bị căng nhiều hơn. lúc này mình sẽ đi pin những cái giao điểm này lại ha, à, cách thứ nhất là mình có thể là uh, giữ W nè, cái mình pick nó vô đây nè ha ok chưa giữ w nè biết nó vào đây nhớ là giữ w ha biết vô cái khoảng này thì nó sẽ tạo ra một cái chấm đỏ đỏ này nó chính là những cái điểm pin à, ngoài ra mình có thể xài bằng cách đó mình bấm bấm giữ chuột ở ở cái công cụ này nè thấy nó sổ xuống không nó có một cái là pin box nè đó cái này thì mình có thể pin bên 2d luôn ha đó mình xài cái công cụ này nè cái mình qua bên 2d nè mình quét đó, mình quét để mình pin lại những cái điểm này trong trường hợp bạn nào không có xài được phím tắt thì mình hãy xài cách này nhé này, nói thêm nữa là nếu như mà bạn không có xài được phím tắt á, thì uh, thứ nhất là các bạn hãy uh, đừng có gõ, gõ gõ dấu theo cái kiểu mà tablet mình nên gõ theo cái kiểu Vini ha. kể cả bên B Max, 3D Max với lại bên á đó. Uh, uh, nếu như mà các bạn gõ Vini thì uh, nó sẽ không có gặp lỗi về phím tắt nhé. Sau rồi thí dụ như mà vẫn còn bị nữa thì các bạn hãy kết thúc nha. Nhớ là kết thúc chứ không phải chuyển sang tiếng Anh nhé. Kết thúc nó luôn để xem là các bạn có thể biên được hay không ha trong trường hợp mà không có sử dụng được phím tắt thì mình đi sử dụng cái công cụ pin box này như em nói như nãy giờ thôi nhé mình pin xong rồi nha thì mình sẽ phải đi giãn lại cái tấm vải này lại nó như cũ nè đó là mình sẽ trả nó về cái này là 100 cái này là 100 mình trả nó về rồi đó thì mình thổi nó lên đó nó mới có được cái nhấn nó 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 mới có được cái nhấn lỗ như này ha trong trường hợp mà mình muốn cái nhấn lỗ này nó sâu hơn thì mình có thể nhập độ thổi cho nó thí dụ như mình nhập nhập độ thổi cho nó là 8 thì chẳng hạn đó thì thì cái nhấn lỗ nó sẽ sâu hơn ha có được nhấn lỗ rồi bây giờ mình sẽ đi tạo cái nếp nhăn cho nó nè đó, thì đây là cái lớp bên trong ha mình nhớ là mình đi đóng băng ở lại đó mình sẽ chọn hết cái này mọi người để ý nhá em sẽ không có chọn cái tấm ở dưới đáy này đâu tại vì sao dưới đáy này cũng đâu có ai thấy đâu và nó cũng không có cần nhăn luôn và đồng thời nó đang bị kẹp giữa cái niệm và cái và cái pen này nếu như mình đi tạo nhăn cho nó thì nó sẽ gây tranh chấp vải á vì thế là đừng chọn nó nhá mình chỉ chọn những cái tấm ở bên trên như thế này nè xong rồi cái mình đi cần chu shift v cần chu shift v thì nó sẽ cho phép mình cần cho shift v thì nó sẽ cho phép mình đó là tạo cái đường may ở ngay cái đường biên nè ha về những cái đường internal line á nó đều có cái đường may ở đây bây giờ cái này nè mình cũng tập một cái thói quen luôn là mình đi uh, uh, remove link editing này đi ha cái lớp bên ngoài á mà để mà nó nhăn được á thì uh, mình sẽ đi rã đóng băng cho nó nè để cho nó chạy được cái tấm vải ha bằng cách là mình nhấn cần chu ca đây nè ha đây cần chu ca là đóng băng nè cần chu ca là một cái nữa là rã đóng băng ha cái này mình sẽ đi dạng cái tấm vải nó ra thì nó mới nhăn được Thí dụ như cái này mình có thể là mình scale nó lên à, Tuy nhiên là có cái, nó đang bị kẹp trong cái avatar Mình mà đi scale ở đây á Thì cái tấm vải nó bị biến dạng á Thấy không? Chút hồi làng quạng nó sẽ gây tranh chấp vải à, Vì thế là mình sẽ đi giảng vải bằng cái sinh này ha Mình chọn hết nè Mình tạm thời mình cho nó là à, 102 102 đi chẳng hạn Đó Như riêng cái tấm ở bên trong nè ha Thì mình cho nó lên là tới 104 104 nhé à, Những cái này nè cái tạo nhăn đó mọi người đừng có để nó thổi nhiều quá nha Tại vì một cái tấm vải nó bự hơn mà nó thổi hơn nữa thì nó nó ra thành những cái cục 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 thôi chứ nó không có nhăn đâu Mình để đầu thổi cho nó ít thôi thí dụ như là một thôi cho nó phập phòng phập phòng một tí xíu thôi nhé. Cái lớp bên ngoài thì nó cần nhiều bully hơn để cái nếp nhăn nó được đẹp hơn Vì thế là mình chọn hết cái lớp bên ngoài nè Cái vertical distance này mình để nó xuống là 10 nhé Nhấn OK này như vậy thì nó sẽ tạo ra cho mình được cái lớp tạo nhăn ha cái này em cảm thấy là nó vẫn chưa có ấy đâu. Nó vẫn chưa có đủ to á, thôi thì em sẽ giảm nó tăng nó lên là 104 104 nè, để cho nó to hơn thì nó sẽ tạo ra được những cái nếp nhăn này. Ok ha, đó nó nhăn nhăn rồi này. Ở đây mọi người có thấy một cái điều á là cái cái này nè, mặc dù là cái lưới của mình á đã ok rồi. Cái lưới của mình á đã practical distance này nè, mình đã giảm xuống 10 rồi, nhưng mà cái lưới ở đây nó vẫn không đẹp ha. Thế thì do do cái nguyên nhân á là do cái Uh, do cái lưới của mình nó vẫn còn là lưới tam giác các đem hiện lưới lên nè cái lưới của mình nó vẫn là lưới tam giác nè để cho cái này nó đẹp hơn ha thì mình hãy đi remap cho nó uh, nhưng mà khi mà đi remap thì nhớ là cái remap nó luôn luôn là cái bước cuối cùng nha mọi người tại vì uh, nếu như mà mọi người đi remap á uh, thì bất kể uh, bất kỳ một cái thao tác của uh, cái gì của mình ở trên đây á uh, nó sẽ gây uh, nó sẽ gây nặng nó tính toán rất là lâu ha Đó, uh, bây giờ thì em sẽ đi uh, remap thử để cho mọi người xem trước cái kết quả của nó xong rồi em sẽ tắt cái remap đi để tiếp tục mình vẽ thêm hai cái gối hình trụ hai bên hết sau khi remap nè thấy cái lưới của nó vuông rồi không đó nhưng mà vẫn chưa xong đâu nha nó 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 cũng chưa phải là đẹp đâu mình đi nhấn phím cách một cái nè để cho cái vải này nó được tính toán lại á thì cái lưới của mình nó sẽ đẹp hơn nữa nó sẽ mịn ra ha nó nhăn chi tiết hơn rồi nè đây. còn thí dụ như cái này mà mình thích nó nhăn hơn nữa ha, mình có thể là tăng nó lên, em giãn nó lên 106 106. Nhưng mà do là cái tấm này giảm nó nhiều quá rồi nè, thì cái mật độ lưới chắc là em sẽ giảm nó xuống là còn là 8 nhé. Thôi để nó 10 cũng được. Tại vì lạng quạng á là khi mà mình đi remap á thì cái uh, khi mà mình đi remap á, cái lưới của nó nó sẽ là ra vuông vức luôn. Uh, thì những cái uh, đường chéo, những cái nếp nhăn chéo á nó sẽ không có xử lý đẹp được. Đó thế thì qua tới uh, À, đối với lại cái lưới này nè đó thì qua bên tới đêm uh, mắt mình lại phải đi tubermột một lần nữa thì cái nếp nhăn nó sẽ đẹp hơn ha đây rồi cái đó là tùy vô cái lựa chọn của mình nhé rồi hiện tại em đang để tám uh, em tránh cái trường hợp là em đổi số qua lại nó tính toán lâu quá tại vì đi remap rồi đó mỗi lần mà nó cần phải đi tính toán lại thì nó lại tốn một cái khoảng thời gian gấp nhiều lần so với lại là mình không có đi remap ha em để cái vải nó to hơn nè thì lúc này cái nhăn của nó nó sẽ nhiều hơn OK ha. đó, đây là cái cách tạo cái nệm cho nó nè. Bây giờ mình sẽ chốt cái niệm này lại ở đây ha. Đó, à, cái này nè, mọi người có thấy á? Là do là nó sát với cái avatar quá đó, cho nên là nó liên tục nó gây tranh chấp vải ở đây nè. Ta thí dụ như mình thấy là nó, à, nó không tới nào, nó không tới nổi nào thì thôi mình cứ để yên cho nó ha. Đó, còn nó nhiều quá thì mình sẽ phải đi sửa cho nó. đó nhưng mà nó được một cái đó, mọi người thấy nè nó sẽ cấn vô cái thành này nè ha thì về sau qua cái qua cái model của mình nó sẽ nhìn nó thật hơn có cảm giác là cái niệm này nè nó bị cấn vô cái cây này cho nên là nó hơi phình phình ra đây ha thí dụ như cái đồ thổi này em cho nó phình phình ra đi à, thí dụ như em thổi cho nó lên là 5 đi chẳng hạn à, trong trường hợp mà mình thấy mà cái này nó nhăn quá nha mình không thích nó nhăn quá thì chính là vì hai cái thanh này nè nó giãn ngang tới 104 thì nó nhiều quá mình giảng, mình giãn ở 102 thôi thì nó sẽ bớt cái nó bớt giãn vải á thì cái này nó sẽ tiết chế lại được cái nét nhăn nhớ nha cái ở trên đó thì nó chính là giãn ngang còn cái ở dưới á nó chính là giãn dọc đó em để nó một lẻ một thôi mọi người biết tại sao á một lẻ một mà trong nó cũng khá là nhiều không tại vì á cái 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 tỷ lệ của nó đó cái chiều ngang này nè nó đang rất là dài ha nó dài hơn nhiều so với lại cái chiều dọc này cho nên một phần trăm của cái chiều ngang á thì nó cũng thêm một cái lượng vải đáng kể á cái nào mà nó tính theo phần trăm thì mọi người cũng nhớ để để ý về cái tỷ lệ ngang dọc của nó ha như vậy là mình xong được cái niệm rồi nè bây giờ mình sẽ tới hai cái gói ôm nhé như là em nói bây giờ cái này nè mình sẽ đi tắt remap đi để cuối cùng mình đi remap nó là cái bước cuối cùng nhé chứ bây giờ mình đi remap á mình dễ gì nó cũng tính toán nó lâu á cái này nó cần cái sự va chạm thì mình có thể là đi cần chô ca để đóng băng nó lại ha bây giờ em sẽ đi vẽ cái gói ôm nè trước tiên thì thôi mình sẽ À, mình nhắm nhắm vô cái tỷ lệ này ha, mình có thể là đi vẽ một cái tấm vải nó hình tròn nè, thấy không? đi vẽ cái tấm vải nó elip nè, nè, à, mình giữ ship nhá, mình giữ ship nè, à, thấy cái này nó uh, thấy em căng từ cái biên này vô tới cái này không? thấy không? thì mình được một cái uh, tấm vải tròn như thế. Bây giờ ha, mình tiếp tục mình nhấn chữ S nè, mình sẽ đi vẽ một cái tấm vải hình chữ nhật, đó, cái này nó nó chính là cái thân của cái gói ôm của mình đó, hình dung cái chưa? đây em xoay lại nè cho nó ra cái chiều này biết tại sao em dễ dưới này không em đang nhắm theo cái khoảng này nè đặt nó ngay vị trí này chỉ dễ hình dung ha bên 2D nè mình xếp cái bản vẽ lại nè xong rồi nè cái này mình cũng cần chữ C cần chữ V copy thêm một cái tấm vải tròn ha đương nhiên là bên đây nó sẽ lên đây nè đó mình sẽ mu nó ra đằng sau nè ha xong rồi cái mình xoay nó theo cái trục màu đỏ nè xoay nó 180 độ để cho nó quay cái uh, mặt vải ra phía ngoài ha lúc này nè mọi người có thấy á là, là bây giờ mình sẽ phải nhắm làm sao á mà cho cái uh, uh, cho cái bề ngang của cái này nè đó nó 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 đủ vải uh, nó nó vừa đủ cái vải để mà nó may vô cái vòng tròn này ha không để cho nó dư nhiều quá cũng không có để cho nó hụt nhiều quá thì làm sao nè uh, các bạn xem nhé mình chọn vô cái tấm vải này nè thì các bạn uh, lên đây á mình có thấy được cái kích thước của nó không đây nè cái hai d line nè ha đó thì cái này nó chính là cái uh, chu vi của cái hình tròn đó nha à, mình sẽ nhấn shift z để mình hiện các kích thước nó lên đó thì chu vi của cái hình tròn này nó đang là tầm khoảng bảy rưỡi thì mình cũng nên nè à, để cái chiều này nè à, ha mình scale làm sao á cho nó ra được khoảng bảy rưỡi nhé còn bây giờ á mà mình à, muốn mà có một cái con số mà nó chính xác luôn á là cái chiều này nó bảy rưỡi nè thì mình cầm cái cạnh này nè à, ha mua nó ra à, mình chuột phải nè à, mình nhập vô cho nó cái con số thí dụ nhầm cộng thêm 115 nữa Ồ, nó mới có 29 à. Đó, ờ, mình đang mua ra, đừng có nhảy chuột nha. Chưa nhả chuột thì mình chuột phải á thì nó sẽ hiện lên cái bảng này cho mình nè, à, để mình nhập số cho nó nhé. Rồi, bây giờ cái 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 tướng này nó tương đối rồi. Thế thì để mà cho nó mai dễ hơn đó nha. Em sẽ đi nhấn chữ X nè, thấy không? Chữ X á thì nó có nghĩa là thêm thêm điểm nhé. Đây, mình sẽ thêm vô đây. Nhưng mà mọi người lưu ý này nha. Hiện tại hồi nãy em nhấn chữ A xong rồi các em nhấn chữ X á thì bây giờ thêm điểm á nó sẽ tính trên nguyên cả một cái vòng tròn như thế này luôn. À, nguyên một cái hình chữ nhật như thế này luôn. Đó, mình chọn lại nhá. Mình đi nhấn chữ Z nè. Thấy không? Để mình chọn cái cạnh này thôi. Xong rồi cái mình đi nhấn chữ X á thì thì lúc này mình thêm điểm á nó chỉ tính trên cái cạnh này thôi nè rồi ha thêm điểm thì mình sẽ có ba dạng trong trường hợp này mình sẽ chọn dạng thứ ba ha mình chia nó ra làm bốn đoạn thì ở đây mình nhập số 4 thôi xong rồi cái mình nhấn ok nè tương tự cái dưới này nè mình cũng chụp phải mình chia nó ra nè nhập ở đây số 4 thôi nhấn ok nè ha à, xong rồi cái mình may nè để ý cái đoạn mai nhé nhấn chữ n nè cái đầu này nó vô tới cái đầu này cái đầu này nó vô tới cái đầu này rồi cái đầu này nó vô tới đầu này thấy không cái đầu này nó vô tới đầu này đó để ý nha để ý cái cái cách mẹ mai nhé đây cái đầu này vô đây nè đầu này vô tới đầu này nè nhấn shift z để ẩn cái kích thước nó đi cho nó đỡ rối mắt nè này rồi cái đầu gần gần nè ha vô cái đầu gần gần đó xong rồi cái này mình chỉ việc đi nhấn phím cách thôi thì nó sẽ may lại đó thì mình sẽ thấy được là có một cái đường này nó chưa có may được nè đó ví dụ bạn nào không tự tin đó tạm thời mình cứ đi chọn hai cái vòng tròn này nè mình đi cần cho ca đóng băng đó nè ha xong rồi cái mình đi may lại cái này nè thấy không nó có hình dung ra được cái gói chưa đó. nhưng mà nó vẫn còn có một cái có cái đường ở dưới này nè nó chưa có may được ha tại vì mình chưa có nhấn may á nhấn chữ n nè may cái đầu này với cái đầu này thấy không thì nó chính là cái uh, hai cái cạnh này nè nó may lại được như thế này là ổn ha đầu đó cái vải của nó nó còn uh, nó chưa tính toán được á nó hơi tranh chấp mình có thể kéo nó ra như thật ra là nó đúng rồi đó xong rồi cái mình đi rã nóng băng đó nè đó. đương nhiên cái này ha mình sẽ phải đi nhập đồ thổi cho nó chọn hết những cái mảnh vải này nè Thí dụ như mình nhập đồ thổi cho nó là bốn đi chẳng hạn thì nó sẽ ra được cái gối trông như thế này ha nó nó rất là tự nhiên cái dáng của nó rất là mềm mại nó khác với lại mình dựng bên 3D Max ha 3 d mắt mình dựng cái hình trụ á thì nhìn cái gối của nó nó sẽ hơi bị cứng một chút xíu ở cái gối này á do nó là cái lớp bên ngoài rồi mình không có tạo nhăn cho nó cho nên là nó cần thêm lưới ha mình cứ giảm cái practical distance này cho nó xuống tầm khoảng là 10 đi chẳng hạn đó để để cho cái nếp nhăn của nó nó được chi tiết hơn bây giờ cái này nè mình sẽ đặt nó vô đây nè ha rồi đặt nó lên cái avatar này đâu đó thì em thấy là nó hơi bị uh, nó hơi bị mập đấy. kệ đi, mình cứ đặt nó lên trước đi. xong rồi cái mình nhấn phím cách ha. Uh, đó nhưng mà cái này thì nó bất ổn quá, nó mập quá rồi. Đó, mình mình scale cho nó ngắn bớt. trường à. hao cho cái này nó đi vô vô tí xíu nữa. tránh là nó bị cắt lên cái avatar ha. thì khi mà nó cắt lên cái avatar, mình làm nó sẽ nó bị nó sẽ bị tranh chấp vải đấy. cho nó ngắn ngắn lại bớt nó như thế này thì ok nhá thấy không à, đó mình mình để mình dựng luôn cả cái phần gói á thì mọi người thấy nè cái gói của mình á nó sẽ bị chấn bởi cái avatar này nè cho nên là cái cái phần này nè nó 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 sẽ bị uh, nó nó sẽ bị cản lại á thì nhìn á mình sẽ có được một cái cảm giác mình tin rằng là cái gói này nó thật sự là uh, mình đi model ha tại vì nó fit với lại cái avatar của mình đó, chỉ còn mà mình xài cái model á thì nhiều khi á là cái chỗ này nè cái chi tiết này nè nó không có fit được như vậy ha nhìn như vậy thì nó sẽ rất là tự nhiên này nhìn lại vô cái mẫu ha thì mình sẽ thấy nè là à, cái gói này nó sẽ tròn nè đây mọi người thấy không nó sẽ cấn vô đây nè thì cái phần này nó sẽ hơi phình ra cái này nó cái chiều cao của cái gói này nó tương nó tương đương là nó ngang với cái này chắc là nó sẽ hơi thấp hơn một chút xíu ấy nhưng mà thôi em nghĩ cái này là nó cũng ok rồi đấy cho nên là em chọn luôn ha như vậy là mình được một cái gói bên đây rồi, cần chu C, cần chu V, mình copy ra nữa thì mình được cái gói bên đây nè ha. Đó, đương nhiên là mình nhớ đi muôn đó lại, xong rồi cái mình đi tính nhấn phím cách để cho nó tính toán lại nhé. đây chứ còn không là cái cấn này nó không có đúng nè. Để đi tính toán lại thì nó sẽ cấn qua bên cái cái chiều này. Như vậy là mình đã hoàn tất được cái này rồi. Đó, lúc này nè, mình chỉ đi chọn hết cái này nè. Đầu tiên em đi chọn cái gói này trước đi ha em sẽ đi uh, bấm vào cái remap nè để cho nó tính toán lại cái lưới nha mình chuyển uh, sang hình cái lưới vuông cho nó bớt cái bully lại. nhớ là tính toán xong lưới vuông vu, lưới vuông vẫn chưa xong nha, mình phải phải nhấn phím cách để cho nó tính toán lại thì nó mới đúng ấy. xong rồi nè, cái này mình sẽ đi đóng băng ha, mình làm từng cái thôi. đóng băng uh, cái này cái cái niệm nè, mình đi đã đóng băng nó ra. xong rồi cái mình cũng bấm vào remap cho nó tính toán lại này. nó tính toán xong rồi cái mình cũng sẽ phải nhấn phím cách để cho nó chạy lại cái tấm vải ha lúc này nó xong rồi nè mình có thể là những thêm cách để ngừng cái tấm vải này lại à, ở đây ha mình sẽ đi chọn những cái lớp bên ngoài mọi người thấy không thậm chí á là cái tấm ở dưới cái đáy này nè em cũng không chọn luôn ha nó mình kỹ thì mình có thể chọn mình chọn thêm cái tấm dưới đáy này để bình thường em cũng chả chọn đâu tại vì á là nó đang bị nằm nó 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 bị che khuất hết rồi mình cũng đâu có thấy nó đâu thôi thì ở đây em chọn luôn ha rồi xong rồi cái mình vô file nè Cái mình vô export uh, nè Nhớ export select nha à, để Tại vì có mấy cái tấm lớp bên trong á mình đâu có chọn đâu Tránh trường hợp là mình đi export hết á, thì nó sẽ bị tăng lưới ngoài cái ý muốn của mình ha Nó chả có cần thiết Rồi bây giờ em đặt tên cho nó là 16 nè Xong rồi cái Z nè ha đó, ở đây nhớ chọn như là multi object nè, xong rồi thiên nha, tuyệt đối mình không chọn như thích nhá. Thích thì nó sẽ có cái độ dày nó giống như là nó seal cái tấm vải lên gì đó. Đó, ở đây mình chọn là thiên nè, xong rồi cái mình đi ok nè. Tiếp tục mình sẽ quay về trong cái 3D Max của mình ha. Mình vô file nè, cái mình vô uh, import nè, mình vào mẹt nè ha. Mình sẽ mẹt cái đối tượng mà mình vừa mới vẽ xong, đó là cái uh, 16 OBJ nè. À, lưu ý là khi export ra nó sẽ export hai cái ha, một cái là 16 OBJ với một cái là MTL. MTL thì nó là vật liệu á. Bây giờ mình chưa quan tâm tới vật liệu. Đó, mình chỉ đi lấy cái model này vào thôi nhé. Xong rồi cái mình cứ đi ok nè. Đó, thấy không? Nó sẽ nằm fit luôn cái uh, vị trí này. Rồi ha. Ờ, có vẻ như đâu đó em thấy nó hơi cao em sẽ đi nhấn nó xuống đây một chút xíu đó rồi nhấn nó xuống rõ ràng là cái tấm mặt dưới này mình cũng chả cần thiết nó luôn nó mình có thể đi đi, đi, đi delete nó luôn ha tại đâu có thấy đâu rồi đi isolation nó để giải quyết tiếp nè mọi người có thấy đó, là cái viền này với lại cái hai cái gối ôm nè nó sẽ có hai cái cộng chỉ tròn này nè ha thì mình sẽ tạo nó bằng cái ray sáp selection nhá đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo nè chọn cái này nè ha mình đi ạt tác với cái này nè rồi attack với cái này, attack với cái này, không không? Attack bốn miếng vải tròn cho nó nhanh ha. Nhấn số 3 này nhấn cần cho A nè, rồi from selection chọn vô cleaner nè, ok nè ha. Rồi cái này á à, lúc đầu là nó chưa có rendering ha. Mình sẽ chọn cái đường spline này nè, mình bấm vào rendering cho nó. Đó. À, mình cho cái độ dày thiết nghiệm của nó tầm khoảng 7 nhá. Rồi, hiện tại ở đây mọi người thấy nè, cái lưới này của nó nó chưa có đẹp đâu ha. Cái lý do là tại vì sao? Tại vì á cái cái điểm của nó trên cái đường spline này nè nó phân bố không có đều. Vì thế là mình sẽ đi gán cho nó một cái lệnh nó có tên là normal spline ha. Bạn nào mà xài mắt dưới 21 á thì nó sẽ có tên là normal spl. Đây, còn mà xài mắt 21 thì nó có tên là normal spline. Mình bấm vô đây nè. Đó. thấy không? Đây là cái khoảng cách Đó. đó mình mình gán lệnh rồi á, mình sẽ thấy là cái lưới này nó được chia nó đều hơn nè ha. Nó thí dụ như mình để mỗi điểm này nó cách nhau đúng 10 mm đi, thấy không? Thì nó sẽ chi tiết hơn nè. Hình bật nó sang SPLine nhé. Đó, lúc này mọi người có thể thấy nè, Đó cái điểm này nó sẽ chia đều nhau hơn nè ha. Thì cái đối tượng của mình nó sẽ đẹp hơn. Đó, một khi đụng tới cái đường SPLine thì mọi người cũng nhớ giùm em là cái kiểm này mình luôn luôn mình bật nó lên nhá, để qua tới bước sau là mình đi unwrap á, nó sẽ thuận tiện hơn cho mình rất là nhiều. nó à, còn cái này nè, thì em sẽ đi chọn cái tấm ở trên này nè ha. Đã chọn cái đường border nè ok chưa cũng vì asap from selection nè y chang hồi nãy luôn rồi cái rendering nó nhớ nó 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 nhớ thông số rồi đó đó. nhưng mà cái này cái điểm này nó cũng chưa có đều nữa ha nhưng mà nó cũng không có tới nỗi nào là quá đáng bạn nào kỹ thì mình cũng sẽ đi gắn cho nó một cái lệnh tương tự là normal spline nè đó mình để khoảng cách điểm này cho nó là 10 nè cho nó chi tiết hơn rồi hình vệt nó sang spline nhá nhắc lại là kiểm vô đây như vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cái phần là đi modeling cho cái này rồi đó cái này kỹ nữa thì uh, các bạn có thể là đi attack nè attack nè ha rồi cái niệm này mình cũng đi attack luôn nhé là em đang chừa cái chỉ ra nha em không có đi attack cái chỉ đâu nó attack uh, những cái tấm vải liên quan tới nó thôi đây còn cái chỉ này á thì mình đi unwrap xong rồi mình thích mình có thể attack vô sao đó. nhưng mà hồi nãy em có nói á mọi người nhớ không là cái lưới á, cái lưới mà mình đi remap mép á nó sẽ ra cái lưới vuông này nè còn cái nếp nhăn của mình á nó lại là cái nếp nhăn chéo cho nên nếu như mà mình muốn nó đẹp hơn á mình sẽ phải gắn cho nó thêm cái lệnh turbo Mode nữa thí dụ như mà mình render mà cận cảnh á thì mình có thể turbo Mode ha còn trong trường hợp mà mình render nó xa xa á thì mình có thể là mình đừng có đi turbo Mode cho nó luôn đó mình tắt luôn cho nó đỡ lưới nhá còn không thì trong quá trình mình làm mình có thể là turbo Mode nè mình kiểm vô cái này mình cho nó là một ha còn cái ở trên mình để cho nó là không đó à, cái này có nghĩa là gì có nghĩa là khi render á thì nó sẽ tính toán á nó, nó cái lúc mà mình bấm render á thì nó sẽ tính toán là cái này cứ được thu mút là một nữa ha như vậy thôi đó cái này cũng vậy mình cũng có thể gán cho nó cái lệnh thu mút nè xong rồi cái này nè mình để cho nó là một nè cái này mình sẽ để cho nó là không ha để trong cái view viewport của mình á nhìn nó đỡ bị uh, nhìn nhìn nó đỡ nặng hơn đó thao tác nó đỡ nặng hơn như vậy là em đã uh, hướng dẫn mọi người xong đi Modeling cái pen này rồi nhé. Sang tới phần sau thì mình sẽ tiến hành đi unwrap cho nó nè. Sang đến phần thứ ba, để sẽ hướng dẫn mọi người đi unwrap cho nó nè. Thế thì ở trong cái phần này em có sử dụng hai cái login, đó chính là Unity và Unwrap Pro. Nếu như mà bạn nào chưa có download và cài đặt hai cái login này thì các bạn có thể quay lại xem ở cái phần đầu video hoặc là các bạn có thể bấm vào cái phần hướng dẫn download và cài đặt phần mềm. Thì ở trong cái mang map đấy em cũng đã có để luôn là cái link download và link hướng dẫn cài đặt cho nó rồi nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi unwrap cho nó thôi. Rồi, uh, sang tới phần này thì em sẽ hướng dẫn mọi người là đi uh, unwrap cho nó nhé thì cũng như mọi lần thôi là em sẽ đi uh, uh, gán cho nó một cái map nào đó để mà mình thấy được cái việc unwrap nó như thế nào ha uh, ở đây là do là em cũng <laughs> uh, do là em thích cái map uh, gỗ ốc chó này quá đi cho nên là chắc là trong cái tutorial này em sẽ xài lại cái bộ uh, cái 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 map uh, gỗ ốc chó này ha còn cái vải thì hiện tại em sẽ cho nó là một cái map băm map băm nó lên như thế này này còn về sau cái vật liệu nó màu gì thì mình sẽ tính sau ha đó mình cứ gắn cho nó cái mắt băm để mình biết là cái mắt băm nó to như thế nào nhé vải thì nó quan trọng ở cái uh, diffuse và nó quan trọng ở cái uh, mắt băm à, hai cái kênh đó nó sẽ quyết định tới cái uh, vật liệu vải của mình ha à, rồi để cho nhanh á thay vì là bình thường là cầm kéo vô ha thì để cho nhanh đó thì ở đây mình đi tạo vật liệu đi để mình gắn cho nó lẹ nhá à, đây mình đi chuột phải nè chọn vô là Vray, Vray đó cái này mình có thể đặt tên trước cho nó luôn ha À, giống như là mình đi phân định vật liệu trước cho nó vậy đó gỗ đi chẳng hạn đó thì mình sẽ đi uh, kéo uh, cái map gỗ này vào kéo vào cái mục diffuse ha đó còn vật liệu như thế nào thì tính sau nhé rồi material uh, vray vray material rồi cái này mình đặt tên cho nó là vải đi chẳng hạn rồi xong mà cái mình cũng sẽ kéo cái uh, map vải kéo cái map băm vào đây ha đó map băm thì nó sẽ nằm ở kênh băm đó thì mình cứ kéo trước vào cái kênh băm này đi bây giờ cái này nè ha mình có thể là chọn hết nè mình gán cho nó là gỗ trước đi tại vì đa phần ở đây mấy cái uh, mấy cái chi tiết lá nhắc đó, toàn là gỗ mà đây. còn cái nào là vải ha thì mình sẽ đi uh, chọn nó nè mình gán cho nó là vải bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi unwrap cho nó nha à, trước tiên thì uh, em sẽ đi uh, unwrap cái từ dễ cho tới khó đi dễ nhất là cái uh, vải của marvelous ha à, cái này nè đó mọi người nhớ là tắt cái uh, tubum này nhé tắt cái turbo mode này đó, để để mình đi unwrap xong rồi mình sẽ tính tiếp nha mình thì tắt với lại hai cái gối này luôn nè đây là những cái tấm vải mà nó đã uh, được tạo ở trong cái bên marvelous ha thì khi mà mình tạo bên marvelous á là nó đã được unwrap rồi nhá cho nên mình đừng bao giờ mình đi unwrap lại nó rất là mất công nha đó mình sẽ bật cái bảng như tool này lên này đây nè ha mình chọn đối tượng nè bật cái bảng này lên mình bấm vào add để cho nó thêm một cái lớp lệnh lưu ý là một khi thêm cái lớp lệnh thì để ý coi chừng cái nào mình nâm mới mình sẽ phải tắt nâm mới đi nha rồi, à, mình bật cái bảng editor này lên nè. Đó như là em nói á là à, những cái mà mình đã tạo ở bên marvelous á, mình model bên marvelous á thì nó đã được unwrap hết rồi, là nó duỗi ra hết rồi nha. Mình đừng cố gắng đi unwrap lại. Mình nhấn Ctrl A nè, mình chọn hết nè, mình bấm vô đây nè ha. Mình à, sắp xếp lại những cái tấm vải này cho nó vô thành cùng một cái park như thế này. Đó là được unwrap hết rồi nhá, Ở đây mình có thể nhấn F2 để mình xem nè. Thì mình có thể thấy cái gì ở đây? Mình thấy là nó đang bị À nó chưa có hiện cái map lên ha Đây quay lại cái M này nè Mọi người bấm vào trong cái cái map băm nè ha Mình sẽ hiển thị cái này lên à, Bấm vào đây nè để hiển thị được cái map này lên nhé Rồi hiện tại thì cái độ to của nó như thế này Mình thấy là nó có ổn hay chưa Rồi em thấy là nó hơi bị to ha Thì mình quay lại đây nè đó, mình có thể nhấn số 3 là chọn mặt nè ha Nhấn cần cho A chọn hết nè Mình đi scale Mình scale cái này nó to lên Thì cái 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 này nó Cái 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 map này nó sẽ nhỏ lại ok nhé xong rồi mình sẽ có thể khinh vào nó sang edit tableboli nè đó rồi như vậy thôi đó à, còn những cái đường line này nè mọi người có nhớ là hồi nãy em dặn mọi người kiểm vô đây không đó thì kiểm vô đây nó sẽ rất là tiện ha bây giờ em sẽ đi uh, attack chung với lại cái này luôn đấy attack chung với lại cái 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 đường ở dưới luôn nè đó thì một khi mình mình đã kiểm vô đây rồi nè thì lúc này các bạn mà nhấn vô ẹt á thì nó đã thấy cái đường mà số lá này không cái này là nó cắt cho mình hết rồi nha nó cắt cái đường chỉ cho mình hết rồi mình chỉ việc là đi nhấn cần uh, uh, chỗ a thôi nó chọn sẵn mặt rồi nè nhấn cần chỗ a có nghĩa là chọn hết những cái bully này nè ha đó mình đi bấm vô unwrap nè thấy không mình đâu cần phải đi cắt chỉ đâu xong rồi đó nhưng mà cái tỷ lệ này nè nó đang rất là nhỏ so với lại cái này ha thì mình sẽ phải có cái bước á mình bật cái bảng editor này lên nè đó, mình lại đi nhấn cần cho a chọn hết nè ha cái mình bấm vào đây nè để cho nó xếp vô thành một cái ô như thế này thôi ờ, ok chưa đó, lúc này thì nó bị quá to nè nhưng mà khi mà mọi người mà đã bấm vô đây rồi nè ha thì mình có thể xài cái ống hút nè mình hút cái tỷ lệ này đó như vậy thì cái cái cái, cái map đó, nó sẽ có cùng cái tỷ lệ với lại cái gối điểm này rồi ha xong rồi cái mình cũng có thể hình nó sang editable bully luôn cũng được nha xong cái phần nệm rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái phần gỗ ha thì à, ở đây nè khi mình đi in rap thì mình cũng à, thôi thì ở đây em sẽ đi tăng lưới luôn cho nó nhá chứ em không đi num à, đi num nó có một cái nhược điểm á mặc dù nó không có tăng poly thì nó sẽ có thể là phục vụ cho mình về sau á à, mình có ít điểm như thế này nè lỡ như mà cần chỉnh sửa model đó, thì nó cũng rất là dễ ha cho nên là vì thế em cũng chuộng đi đi num Ờ, nhưng mà bị một cái á là mình mà đi năm mà hơi lạm dụng nhiều quá thí dụ như năm tới ba thì cũng có thể gọi là lạm dụng nhiều quá đấy nó xảy ra, ra một cái tình trạng á là nó sẽ kéo cái tách chơi của mình ha đó vì vậy mà để đi in rap mà cho nó gọn á mình có thể đi tăng lưới cho nó luôn ha thế thì trong cái trường hợp này em sẽ quyết định lên đi tăng lưới cho nó luôn nhá rồi kinh vệt nó sang edit table poly nè đó thì cái mặt đằng trước và cái mặt đằng sau nó y chang nhau mà thấy không ờ, vì thế là mình sẽ đi Uh, mình mình sẽ đi uh, unwrap uh, một cái rồi ha, về sau mình sẽ đi symmetry lại. chưa unwrap thì nó sẽ rối nùi như thế này. đó, bây giờ mình sẽ uh, quan sát vào cái mẫu nhé. Uh, thế thì uh, dựa trên cái mẫu này nè, mình sẽ quyết định là mình sẽ đi cắt những cái đường nào ha. đó, thí dụ như em lấy nó như thế này, đây mọi người thấy không? cái dân gỗ mà nó đang chạy theo cái phương này nè ha, cái nó có một cái đường cắt ở đây, rồi cái này, uh, cái này nó nhạt nhẽ ở đây quá, thôi thì mình cho nó một cái đường cắt ở đây rồi xong rồi cái chân nè mọi người thấy không cái tá chơi của nó sẽ có một cái đường cắt ở đây rồi cái này nó có một cái đường cắt ở đây ha đó mình dựa theo cái mẫu này để mà mình đi cắt cái uh, segment cho nó phù hợp nhé đây quay trở lại 3 d max nè nó có phải là nó cắt một cái đường ở đây không đó, rồi thôi mình lót xuống dưới cái đường ngắn ngắn hơn đó rồi lót cái đường này rồi cái này mình cho nó cắt ở đây đi ha rồi cái này mình nó hơi lệch lệch qua đây nó mình cho nó cắt ở đây đi cái này mình cũng sẽ cho nó tương ứng nhá xong rồi cái mình chuột phải nè, mình slip nó ra. Thì bây giờ nè các bạn có thấy á, thí dụ như mình nhấn số 5 á, nó cái này nè, nó chưa có banh ra được ha, nó chưa có bung ra được hết. Cái lý do là tại vì á nó cần phải mở thêm một cái đường nữa. Thì mình sẽ giấu cái đường này ở phía dưới nè. Đó, cái đường này thì mình sẽ uh, hiếm hiếm có cái view nào mà nhìn thấy được nó đó. Mình chọn cái đường ở dưới nè ha, mình đi slip nó ra. Đó, như thế thôi thì nó sẽ bung ra được rồi. Cái này bung ra được rồi mình nhấn Alt H để mình ẩn nó đi nhé. Rồi, còn cái này thì sao? Đó, cái này thì mình sẽ đi giấu cái đường này Nó nằm ở bên dưới và nó nằm ở sâu sâu ở đây nè Thấy không? Đó, thì đảm bảo là người ta sẽ không có thấy được cái vết cắt này Đó, tương ứng nha Đấy, đang chọn, đem chọn cho xong luôn Slip nó ra nè Kích, kích đúp lót cái đường slip nó ra ha Hai cái này xong rồi nhấn á, Antelope H à, để ẩn nó đi Rồi cái này cũng vậy thôi Đó, mình chọn cái đường ở bên cái mặt trong nè ha chứ còn mà nó nguyên một cái dòng cung như thế nó 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 dính liền như thế thì nó chưa có bung ra được ha vì thế là mình sẽ phải slip những cái đường này đi anh ta lá thác nè rồi còn cái mặt chân của nó thì mình có thể là lót cái đường này đó nó dính nhau cái này nè nó cũng chưa có bung ra được đâu ha đó mình đi slip nó ra rồi cái thân của nó nè nó cũng dính nguyên một cái dòng như thế này đó thì mình cũng có thể là mình chọn cái này phải chọn cái sống trong này nè chắc chắn là không có chỗ nào không có cái view nào thấy được nó à, uh, mình đi slip nó ra rồi cắt xong hết rồi nè thì mình sẽ đi uh, nhấn số 5 uh, nhấn số 4 và số 5 nhé xong rồi cái mình đi nhấn Alt uh, u có nghĩa là in hay on đó thì nó sẽ hiện ra hết những cái mà mình vừa ẩn nè thấy không xong rồi cái mình sẽ đi gắn lệnh cho nó nhé ờ uh, add nè cần châu a nè ha xong rồi cái mình đây mọi người thấy nè những cái đường mà uh, ở đây nè ha nó chỉ có một cái đường màu xanh lá này thôi À, bây giờ mình sẽ đi xóa cái đường chỉ rác này Và lấy lại những cái đường mà mình đi slip á Bằng cách là mình sẽ bấm vô cái planner này nè Thấy cái đường xanh lá này không Đó chính là những cái đường segment mà hồi nãy mình slip ra ha Bây giờ mình sẽ bấm vô Unwrap nè ha Đó thì nó sẽ duỗi ra hết Lúc này mọi người thấy á, là nó duỗi ra rồi Nhưng mà tại vì cái map này á, nó bị quá nhỏ đó nha à, Mình sẽ bật vô cái bảng editor này nè đó cũng tập thói quen là nhấn cần a nè ha đó những cái này nè mọi người thấy cái tỷ lệ của nó không có đều nhau không đây nè cái này mặc dù cả hai cái cùng nhỏ nhưng mà cái tỷ lệ của cái map này nó vẫn còn rất là bự hơn so với lại cái này nè thì mình kéo xuống đây nè ha mình bấm vô đây để cho nó sắp xếp lại như vậy thì nó sẽ cùng được cái tỷ lệ á cái này ha mình có thể là bấm vô đây nè thì hên xui nó sẽ xếp được cho mình nó sẽ cân lại cho mình uh, theo cái phương dọc ha đó, còn cái nào mà nó chưa được á thì mình sẽ tự đi xoay tay bằng cách là mình kiểm vô đây nè đến chi để chọn như một cái bully á nó sẽ nó sẽ chọn hết nguyên cái đối tượng này cho mình rồi mấy cái này nó đang xoay theo cái phương ngang nè mình sẽ có thể là xoay lại theo nó phương dọc nè rồi cái chân này nó đang còn bị uh, xiên xiên á đó thì mình sẽ xoay nó lại cho nó đứng ha mua nó ra đây cái này xoay lại cho nó đứng nè để cần cho a nè đó, sắp xếp nó lại ở đây ha thấy không thì bây giờ cái dân gỗ của nó nó được như thế này rồi các bạn có thấy là nó, nó cái cái mắp gỗ này nó bị to quá không? Thì mình sẽ nhấn R nè, mình scale cái này lên thì cái mắp gỗ này nó sẽ nhỏ lại nhé. Cái này mình hình bệt nó sang uh, edit table bully luôn đi. Như vậy ha, nó có gì thắc mắc không? À, cái dân gỗ này nè, nó cái 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 phương của cái dân này nè ha, nó đang chạy theo cái hướng này, xong rồi cái nó cắt một cái đường ở đây nè, nó chạy theo hướng này, hướng này rồi đây nó cắt đường đây nó cắt đường nó y chang như là cái mẫu y chang như là cái mẫu của mình ha Nên như vậy là mình đã unwrap được thành công nó rồi đấy lại một lần nữa mình gặp cái tình trạng này cái này nè mình đi xóa một bên đi đó mình đi unwrap ừ thôi mình để hai bên đi tại vì cái này nó dễ ấy. đó mình có thể là lót cái đường ở dưới này nè đó, giấu cái đường mà mình lót nha nó chụp phải nè slip nó ra nè này cái chỗ này nè mọi người có thấy á là nó cái map này nó chưa có đẹp nè ha tại vì chưa có được đi unwrap á đó. đó cái chỗ này thì nó ok nha nhưng mà cái chỗ này nè nó bị hư rồi đó thì mình sẽ bấm vô edit nè ha đó, rồi nó đang có những cái đường chỉ cũ á nhấn cần chỗ a chọn hết tất cả các mặt ha bấm vô planner nè đó thì lúc này cái đường chỉ cắt của nó nó chỉ nằm bên dưới thôi bấm vô rap rồi nè là xong rồi đấy mình sẽ bật cái bảng editor này lên nè nhấn cần chỗ a nè bấm vào đây nè cho nó sắp xếp lại bấm vào đây nè để cho nó xoay thẳng lại ha Bây giờ cái tỷ lệ này để cho nó giống với cái này á thì mình sẽ bấm vô cái cái ống hút này nè. Nó cái mình hút cái tỷ lệ này, thấy không? Như vậy thôi. Bây giờ mà mình thích cái dân này nó chạy theo cái phương ngang ha thì mình có thể xoay nó lại như thế này, không? Là nó chạy theo cái phương ngang rồi. À, xong rồi cái mình cũng khinh và ta sang edit table ha. Rồi cái nãy là em quên mất một cái thao tác đó chính là cái gì? À, khi mà mình có cái thao tác slip đó nha, mình nhớ là nhấn số 3 này nhấn cần cho A nè, cần chọn nhiều điểm nè, chuột phải nè, mình queo cái điểm đó lại, tương tự như là cái miếng này nè, thấy không? Mình sẽ đi nhấn số 3 này nhấn cần cho A nè, cần à, cho chọn điểm nè đó cái mình queo well cái điểm này lại để cho nó liền khối lại ha à, cũng tránh cái trường hợp là nó bị ấy quá à, cái map này em thấy là em để nó hình như là nó hơi nhỏ đấy à, à, cái cái chơi này nó hơi nhỏ đấy ví dụ như mà muốn thay đổi cho nó ha mình sẽ bấm add nè xong rồi mình vô thẳng các bạn editor này chứ đừng có đi bấm unwrap lại nha kêu cho cái này nhỏ nhỏ cho cái map nó to lên lên một chút đây, hồi nãy mình làm đã hơi quá đấy hình bệnh nó sang editable bully nè ha kỹ nữa thì chỉnh lại này nha à, em lười quá rồi rồi còn cái đinh ốc này nè đây còn còn cái đinh này nè ha thì nó là thí dụ như nó đơn sắc mình khỏi anh ráp luôn cũng được còn kỹ thì mình đi anh ráp cho nó và đặt ra cái này nó cũng nhanh lắm mọi người ạ à. cái mặt sau này của nó à, ở đây ha để cho thuận tiện thì thôi cái mặt sau này của nó mình có thể là mình đi uh, uh, xóa nó luôn ha xóa cái mặt sau này luôn đó mình có thể là chọn trước một cái mặt nè nhấn F2 là ẩn hiện cái mặt màu đỏ này ha rồi mình chọn một cái bully này nè xong rồi cái mình vô đây nè mình chọn vô similar nè thấy không thì nó sẽ chọn những cái mặt tương ứng này nè delete nó luôn nhá xong rồi để unwrap cho nó nè đó làm gì gắn lệnh cho nó nè ha nhấn cần cho a nè thấy không mọi người có thấy là cái đường này nè nó là cái đường chỉ rác á mình bấm vô đây nè à, bấm vào planner cái nè ha để cho nó xóa cái đường chỉ rác đi xong rồi cái mình bấm vào in wrap rồi nè là nó duỗi ra được rồi đó xong rồi cái trong cái editor này nè ha bật lên nhấn cần cho a nè sắp xếp nó lại như thế này nè như vậy là nó đã duỗi ra được cái chơi của nó rồi nha hình bật nó sang edit luôn à, như vậy là xong rồi ha đấy như vậy là em đã hoàn tất được cái phần uh, hướng dẫn đi in rồi đó, nhưng mà cái này em chưa có đi uh, uh, symmetry nè, thấy không chọn cái đối tượng nè ha gắn lệnh symmetry nè, nhấn số 1 nè, mù nó vô ngay chính giữa này nè, nhưng mà cái symmetry này á nó đang symmetry theo cái trục x không phải nè, trục y cũng không phải ý mình luôn, theo trục z nhé, như thế này thôi ha, xong rồi cái mình cũng có thể là uh, hình bệt nó sang cái đít theo nè, đây uh, cái này nó cùng chung là vật liệu gỗ á, mình có thể là attack nó lại với nhau nè hả, uh, sang phần sau thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi uh, uh, đi làm ánh sáng cho nó nha. À, đây cái này nè mình có thể gán cho nó cái lệnh chu buôn xong rồi cái này mình để cho nó là không thôi à, còn dưới này nè khi nào render á thì nó sẽ render với cái uh, kết quả là chu buôn nó là một ha rồi thôi À, cái này em cũng không có muốn attack nó lại ha cái lý do là tại vì sao cái này nè mình giữ cái lệnh mình có thể giữ lại cái lệnh turbo mode đó à, còn cái này nè nó đã đủ lưới rồi mọi người thấy không cái chỉ tròn này nè nó đã đủ lưới rồi nếu như mà mình đi attack nó chung á thì nó sẽ hiểu luôn cái này mà đi turbo mode lên nữa thì rõ ràng là cái lưới này nó đang rất là phí nè đó nó đâu có cần phải mà nhiều lưới tới như vậy đâu đó cho nên là thôi mình cứ để riêng ha cùng đắm thì mình có thể là mình đi rip nó lại còn cái nút này thì ở trong mẫu nó là cái nút kim loại màu vàng này ha. Thì về sau mình sẽ đi tạo cái vật liệu cho nó. Đây, em hướng dẫn tạo tạo cái vật liệu màu vàng thôi nha. Còn cái kiểu mà nó có cái cao quang nó chéo chéo như thế này thì thôi tính sau nhé. Nói về nó chắc là nói thêm một cái tutorial riêng về cái vật liệu ấy Trước em soạn bài đó rồi á, nhưng mà ngay tới giờ em chưa làm luôn ấy, Rồi, cái này kim loại. Rồi mình sẽ gán cho cái này ha như vậy thì phần tiếp theo mình sẽ qua mình làm ánh sáng cho nó nha ở cái phần thứ tư này thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi tạo ánh sáng cho nó nha trong cái phần này em có sử dụng cái file lighting studio đây là một cái file body mà em đã thiết lập sẵn hết rồi mình chỉ việc làm ở cái file lên và đưa cái model vào và đi làm ánh sáng cho nó thôi thế thì cái file này em để nó ở trong cái file thực hành ha vì thế mọi người nhớ bấm cái phần mà download file thực hành đó để mình có được cái file này ha ok bây giờ thì mình sẽ đi làm ánh sáng cho nó thôi để đi làm ánh sáng cho nó thì các bạn nhớ là mình có thể là À, mình đi giúp tạm thời mình đi giúp nó lại ha rồi một cái model quá thì thường á Thí dụ như cái này đi mình nên đi để cái trục của nó thấp xuống dưới à, tận cùng dưới cái chân này nè để vì sao mà người ta đặt nó lên một cái tấm sàn á thì à, người ta scale quá không có cần phải đi dịch chuyển mua lại ha đây thí dụ như cái này nè à, rồi em lấy thí dụ nhá Thí dụ như bây giờ mình đặt nó lên một cái tấm sàn như thế này đi hay không rồi lỡ như mà mình scale nó to ra hay là scale nó ngắn lại á thấy nó bị hở cái chân lên không? đó scale nó to ra hay là nhỏ lại á thì nó sẽ bị hở cái chân lên như thế này nè đó, lúc này mình phải đặt nó lại lên cái sàn nữa thì nó sẽ rất là phiền ha à, vì thế thì mình có một cái à, mình nên nha là để cái trục này nè nhấn phím insert insert là cái nút mà trên cái nút uh, delete á thì nó chính là cái uh, phím cho phép mình điều khiển cái uh, điều điều chỉnh cái uh, cái cái này nha cái trục nè mình nhấn Atlas a bít vô cái chân rồi thấy không rồi uh, uh, pivot pivot đó chính là cái này nè thì nó sẽ nằm uh, minimum nghĩa là cái vị trí thấp nhất theo cái trục z ha đó như vậy nè kỹ nữa mình sẽ đi nhấn uh, mọi người quan sát nhá nhấn chữ e nè mọi người có thấy là cái trục này ở trên nó nhảy xuống không nhấn chữ r nè đó cái trục này nó ở trên nó sẽ nhảy ở à, không rồi nó ở đây rồi thôi kệ nữa đi xong rồi ha mình sẽ nhấn phím insert một lần nữa để bỏ tương tác với trục đi thấy không khi mà cái trục này nó qua đây rồi nè thì mình scale to nhỏ đó là nó luôn luôn nó nằm trên cái sàn như thế này thì nó sẽ tiện cho người dùng hơn ha rồi Uh, đó cái đó là về cái chuyện cái chụp của một cái đối tượng nhé xong rồi uh, ở đây mình sẽ đi sử dụng cái kia là copy paste mình chọn vô copy nè đó ờ uh, trong cái file thực hành của mọi người ha À, mọi người hãy vào đây trong cái file thực hành nè nó có một cái thư mục là lighting studio mình sẽ vào trong cái thư mục này Và mình mở cái file này lên ha Đây là cái thư mục mà à, em đã thiết lập sẵn những cái đèn ở trong 3D max hết rồi à, Mình chỉ việc mở nó lên và đi xài thôi Cái này mình đi copy rồi đó Sau khi mà mở cái file lighting studio thì mình sẽ có được một cái file như thế này nhá Mình sẽ đi paste nó vào trong đây Để mà mình đi tiến hành đi làm ánh sáng cho nó thế thì về sau thường á em sẽ đi uh, xóa cái background này, xóa cái phong nền này ha, em sẽ không đi sử dụng cái phong nền này đâu. Đó, uh, không sử dụng phong nền thì mình chấp nhận render không có bóng đổ nhé. Nhưng mà mình uh, tiện cái á, là mình có thể uh, linh động, mình save ra cái file uh, uh, PNG xong rồi cái mình sẽ vô Photoshop mình ghép nhiều view lại với nhau ha thì nó sẽ tiện lợi cho mình hơn về sau. Đó rồi mình đặt nó vô à, cái đối tượng á mình sẽ đặt nó vô ngay cái vị trí ở chính giữa của cái bát quái này nè xong rồi cái mình đi camera nè ha, đặt cái mình đi mua lại gần à, mua lại gần như thế này cái camera nó đang nhìn từ trên xuống á mọi người thấy cái cạnh này nó bị xiên không vì thế thì mình cũng nên đi chỉnh lại cái camera ha này mình nhấn chữ h nè vô cái camera nè vô modify nè xong rồi cái mình sẽ uh, vô đây nè ha vô cái perspective control nè chọn vô cái auto vertex nè để cho cái này nó đứng lại cho cái cạnh này nó đứng lại ha rồi khi render sản phẩm á thì thường em sẽ tắt cái này đi nè cái focal length em để nó lên là 50 60 gì đó đó rồi cái này nhìn nó cận quá rồi ha mình sẽ lùi nó ra xa đó khi mà để nó lên 50 60 á thì mình dễ nhìn qua được cái chân ở phía bên đây Bây giờ tạm thời mình sẽ render cái view này ha Thí dụ như cái thành phẩm á Mình có thể render một cái view trực diện nè Xong rồi một cái view mà nó xoay uh, uh, gần gần 45 độ như thế này nè Đó uh, Tự nhiên xoay qua cái view này em thấy cái này nó đặc ghê á Lẽ ra là làm cái uh, thành gỗ ở đây thì nó sẽ Nó sẽ đẹp hơn ha Nó nhìn nó sẽ thoáng hơn Thôi kệ nó đi uh, Bây giờ mình sẽ đi render thử cái view này nha uh, Trước khi mà đi render cái view này nha Thì em khuyến nghị một cái đó chính là À, mình sẽ đi tạo cho nó một cái vật liệu chung để override ha Tại vì những cái vật liệu ở đây mình đã phân định hết rồi Nếu như á, mà mình đi gắn cho nó một cái à, Mình gắn thẳng trực tiếp lên cái model á Thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng á, là chút hồi mình đi làm vật liệu á Mình phải đi gắn lại cái vật liệu thì nó rất là phiền Cho nên thì thôi thì mình có thể là vô đây Mình tạo cho nó một cái vật liệu chung nè Xong rồi cái mình vô cái diffuse nè ha Mình cho cái này nó tầm khoảng 50 đi Tại vì cái sản phẩm này về sau nó sẽ hơi tối màu á Đấy À, rồi xong rồi cái mình sẽ vô cái uh, bảng F10 ha rendering Render Setup nè Phím tắt là F10 Xong rồi cái khi mà các bạn uh, Xong rồi cái mình sẽ vô cái tab Vray ha Xong rồi mình sẽ vào bên cái tab Vray nè Ở trong cái mục là Gumball switch nè ha Mọi người thấy cái Override này không Mình kiểm lên ha à, Xong rồi cái mình cầm cái này nè Mình kéo vô cái chữ non à, Nhớ là mình sẽ chọn vô cái Instant này nhé Ok nè Xong rồi tắt nó đi tắt nó đi đó bây giờ render ra thì nó chỉ có một cái vật liệu nó màu xám xám thôi mình sẽ tập trung hết vào cái phần vật liệu nhé thường cái file này á em sẽ để mặc định đó là cái cái ở, ở trong cái mục uh, Fresco nè ha em sẽ để mặc định cái này nó là 0.5 ờ, à, như do là cái này nó tối màu nó sẫm màu thì mình sẽ để nó lên tầm 0.8 nhá ờ, à, trừ khi nào á mà mình làm cái gì mà cái nền nó màu trắng á thì mình sẽ cân nhắc mình hạ cái này xuống để chi để cho nó đừng có bị cháy quá còn ví dụ mà cái vật liệu tối màu của mình cứ để nó lên là 0.8 0.9 gì đó ha rồi cái thân chắc á mình cho nó đậm đà hơn mình cho nó là 0.2 rồi em nói cái này trong thời gian chờ đợi nó render thôi à, đó rồi nó render được một chút rồi nè Bây giờ mình sẽ qua bên cái like để mình làm ánh sáng cho nó nha đừng có bao giờ mà để bật hết tất cả các đèn lên như thế này là nó sáng bừng bừng luôn nó thấy ghê rồi thấy không đó à, mình đầu tiên nè bấm vào on nè tắt hết đi ha xong rồi cái mình bật cái đèn môi trường lên Thí dụ như cái đèn môi trường em sẽ để cho nó 0.15 chẳng hạn đó, cho nó nhẹ nhẹ thôi ha. Xong rồi, à, cái này nó nó vừa là cái đèn môi trường, Và đồng thời nó cũng vừa là cái đèn uh, fill light á. Uh, rồi, fill light là cái đèn phụ ha. Bây giờ cái đèn chính của mình á em sẽ cho nó từ bên phải đi. Đó, em thích cái ánh sáng này hơn. Rồi, cái bên phải này mình cho nó thí dụ như là 2.5 chẳng hạn. Đó, nó hơi sáng hơn một chút ha. À, là tại vì cái vải của mình nó chưa có màu quá À, khi mà nó có màu á thì mình sẽ thấy là nó đỡ hơn thấy không cái sản phẩm á nó phải có vùng sáng vùng tối á thì nhìn nó mới hút mắt mình vô ha nhìn nó mới có được cái chiều sâu tránh trường hợp là cái nào mà nó cũng sáng bừng lên hết là nhìn nó ấy lắm nha nó ấy là nó ấy có nghĩa là nó không có chiều sâu mình vẽ 3D mà có cảm giác gì vẽ 2D ấy đây nên mọi người xem nè đó thí dụ như cái sản phẩm này nè đây là cái ánh sáng từ bên phải qua nè thấy không đó cái ánh sáng từ bên phải ra nè nó đánh cái ánh sáng lên đây rồi một phần ở đây giờ lên cái gối này Ok chưa? Nó nó có những cái hốc tối này nè, nó có những cái mặt tối này thì nhìn cái nhìn nhìn cái uh, sản phẩm nó sẽ hấp dẫn hơn. À, vì sao nữa thí dụ như là mấy 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 cái view mà uh, quay 45 độ á uh, mình có thể cân nhắc là mình uh, cho nó thêm cái đèn uh, phía bên trái này ha. Mọi người thấy không? Cái này nó sáng lên, nhưng mà cũng đừng cho nó cạnh tranh quá nha. thí à, dụ như cái này nó đang tối mà bật cái đèn lên cái này nó cũng sáng bừng luôn, tự nhiên cái sáng nó bị đều á. Uh. mình cho nó nhẹ thôi, 0.2, 0.3 gì đó thôi. Đó cái này thì mình chưa có thấy tác dụng đâu khi mình lên vật liệu rồi đó thì mọi người sẽ thấy á cái cái lằn sáng này nè nó sẽ tạo ra cái cao quang ở đây ha nhìn nhìn nó sẽ long lanh hơn Tóm lại em sẽ để em sẽ tạm thời em sẽ chốt cái ánh sáng này ở đây ha. Sang tới phần sau thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi tạo vật liệu cho nó nhé. Ở cái phần thứ năm này em sẽ hướng dẫn mọi người đi tạo vật liệu cho nó nhé. Thế thì đó là lại cái tem này nè, mình chỉ có 3 vật liệu thôi. Thứ nhất đó là cái kim loại màu nè. Thứ hai đó là gỗ chó và thứ ba đó chính là cái vải cho cái phần đệm và gối ha. Những cái tách chơi mà em có sử dụng ở trong cái phần này thì em đều để nó ở trong cái file hình thành nhé. Mọi người sẽ download xuống để mình có được cái tách chơi. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo vật liệu cho nó thôi. Thôi. bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi làm vật liệu cho nó ha để đi làm vật liệu cho nó bây giờ tạm thời mình sẽ tắt cái này đi và nhớ là mình sẽ vào trong cái uh, bảng uh, uh, render setup á để mà mình đi tắt cái vật liệu override đi ha còn không thì mọi thứ nó lúc nào nó cũng sẽ bị thành một cái màu xám của cái vật liệu chung thôi Nên này nè ha cũng là trong cái tab VR nè tắt cái này đi tắt đi đó ok nè ha xong rồi cái mình nhấn chữ M nè đó, do là hồi nãy mình đã phân định vật liệu hết rồi thì bây giờ dễ dàng á, là mình chỉ việc đi hút cái vật liệu xong rồi cái mình đi xử lý tiếp cho nó thôi ha. Đó, ví dụ như vải nè, gỗ nè, chứ lại cái nữa là cái kim loại nè. À, bây giờ em sẽ đi tạo cái vật liệu từ dễ cho tới à, khó đi ha. Đó thì nó sẽ theo thứ tự là cái kim loại xong rồi gỗ xong rồi tới vải nè. Đó thì đối với lại cái kim loại ha, kim loại màu gì chưa cần biết à, cái à, cái cái đầu tiên của cái kim loại á. Thì cái review của nó mình sẽ để nó màu đen tuyệt đối nhá Đây, thấy không? Để nó màu đen tuyệt đối nè Xong rồi cái uh, reflect này Thì nó màu gì Mình sẽ uh, Kim loại màu gì thì mình sẽ để cho nó cái màu đó ha uh, Đó, bấm lên đây nè Mình đi hút màu cho nó là dễ nhất Thì ở đây làm sao để mình hút màu nè uh, Các bạn có thể uh, uh, Có nhiều cách ha Mình có thể vào file nè Xong rồi cái mình vào may nè Xong rồi cái mình sẽ đi lấy đúng cái uh, tấm hình Mình đi mở cái uh, tấm hình tham khảo lên nè ha đó, Lúc này mình sẽ có được một cái map nó nằm ở đây thì trong cái kim loại này nè trong cái mục reflect nè ha mình thấy bật cái này lên mình đi hút à, tuyệt đối là mình không có đi hút cái vùng mà sáng quá mình cũng không có đi hút cái vùng mà tối quá thì nó cũng đều sai hết nhá mình phải đi hút cái vùng trung gian này nè tầm tầm khoảng này ha xong rồi cái à, mình ra được cái vùng màu rồi cái cái này nó chỉ là cái vùng màu thôi nha còn cái này nè mình cần đi điều chỉnh lại cho nó một chút để thí dụ như em cho nó cái màu tầm khoảng này đi cũng tránh trường hợp là để cho nó bị vàng quá nha đấy rồi cái này nè mình thấy cái hình review này nè có thấy là cái vật liệu này nó không có ra được cái kim loại không đó tại vì cái phản xạ này nó đang là cái phản xạ fresnel mình sẽ phải bỏ kiểm đi nó thì nó sẽ ra được cái phản xạ của cái kim loại màu vàng vàng ở đây nè ha à, bây giờ cái này á mình có thể là cho nó mày mờ nó đi thí dụ như là 0.7 nè đó đừng đừng có cho nó bóng ha rồi Ok, như vậy là mình xong được cái kim loại rồi nhá. Bây giờ mình sẽ qua đây mình làm tới cái uh, gỗ nè. Thì đối với lại cái gỗ này á, mình sẽ không có để cái bitmap này nó vô trực tiếp ha mà mình sẽ đi thông nó qua cái map color correction. Đây, kéo lên đây. Rồi không mình có thể chụp phải này chọn vô map nè, xong rồi general nữa ha. Mình chọn là cái color correction, cường control với ship mình copy cái này ra nằm ba cái. Cái map này mình sẽ đưa nó vô làm ba kênh color correction như thế này. Một cái kênh đó là diffuse, một cái kênh đó là pump và một cái kênh nó là Uh, reflect và rustinite uh, đối với lại cái uh, kênh diffuse này á, thì cái gỗ này cái map nguyên bản của nó nó hơi bị đỏ nha. Uh, đó, uh, trong cái màu của nó hơi đỏ, thì mình có thể đi giảm bớt cái màu đỏ nó, bằng cách đó là ở cái 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 mục mà vô cái diffuse này nè, mình giảm cái saturation này xuống để uh, cho nó uh, cho cho nó xỉ cái màu đi ha. đây thí dụ như mình kéo xuống tận cùng luôn, nó sẽ ra thành cái màu trắng đen đấy nha. đó, đây nè, cái này nó đang đỏ nè, đỏ hơn thì mình bấm nó qua đây, còn mà bớt đỏ thì mình bấm nó về đây tầm tầm khoảng này rồi thí dụ như mình thích cái map này nó đậm màu hơn thì mình có thể là vô cái dưới này nè mình vô cái fn nè ha xong rồi cái này mình cho nó là 0.9 đi chẳng hạn đó thấy không cái màu nó sẫm hơn à, rồi thì cái này là cho cái diffuse ha còn cho cái băm á cái map băm thì nhất định là mình sẽ phải để cho nó là cái trắng đen rồi rồi mình cứ để như thế thôi Uh, cái này á mặc định băm ở trong cái vật liệu á nó là 30 ha. Bạn nào mà xài vr năm á cái băm nó đã đưa lên đây rồi. Uh, còn mà thấp hơn á thì mình xuống dưới ngay cái kênh map này nè, mình kiếm cái chữ băm nè ha. Đây thí dụ như cái này mình cho nó uh, băm lên cho nó là 15 thôi. Cái gỗ này em có cảm giác là nó khá là láng. Uh, xong rồi cái gì nữa? Tới cái uh, color correction này. Uh, tới 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 cái một là re, uh, reflect resinite nè. Tạm thời em delete cái này đi để mọi người xem nhá. Cái gỗ thì nó sẽ có phản xạ ha. Trong đây em thấy cái này nó cũng uh, nó phản xạ khá nhiều đấy đó thì ở trong đây nè chọn cái vật liệu gỗ nè trong cái mục reflect nè ha mình sẽ cho nó phản xạ tầm này đi chẳng hạn đây tầm này ha một trăm sáu đi đó này thấy không cái gỗ ở đây nè nó có cái phản xạ ở đây rồi à, còn cái này nè thì nó là cái map mày mờ ha uh, reflect rosinite nè nó sẽ mày mờ nó mày mờ cái là khô luôn đó tại vì sao tại vì cái map này nè nó đang bị đen quá đây kiểm một môn đồ chôm nè mọi người thấy không cái map này đang rất là đen ha mà càng đen thì nó mày mờ càng nhiều mà mày mờ nhiều quá nhìn cái gỗ của nó nó bị khô eo luôn vì vậy là mình sẽ tăng cái này nó về trắng nhá bằng cách là mình vô kiểm vô bên cái fn nè rồi thấy cái drama khanh chắc này không hồi nãy cái địa á mình cho nó đậm màu thì mình để nó xuống dưới là dưới là 1.0 ha còn bây giờ cái này mình muốn cho nó sáng màu lên thì mình sẽ để cho nó là thí dụ như nó là bốn nè đó thấy không nó đỡ mày mờ hơn rồi nè để cho nó là năm chấm nè thì nó đỡ hơn nữa rồi à, để cho nó 5.5 nhé nó nó mày mờ tầm khoảng này ha thì cái việc mà mình mày mờ bằng map á Thí à, dụ như cái kim loại này hồi nãy đi Mình mày mờ bằng cái uh, thông số uh, Cái thông số Roshinit này là 0.7 nè ha Thì tất cả mọi nơi nó đều mày mờ như nhau Còn nếu như mình mày mờ bằng map á Thì nó sẽ uh, phụ thuộc vô cái vùng Có chỗ nó mày mờ ít, có chỗ nó mày mờ nhiều à, Thì thì gỗ á uh, Ở trong đây cái mảng gỗ của nó hơi to Cho nên mình sẽ lý kỹ một chút ha Mình đi mày mờ bằng map nhá, Chứ đừng có đi mày mờ bằng cái thông số Nó sẽ mày mờ đều hết tất cả các nơi Thì nhìn nhìn nó um, Nhìn nó giống như là dán decal á à, Này, nhìn nó không có tự nhiên ha Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang tới cái uh, vật liệu vải nè Đó Cái vật liệu vải này thì cái mắp băm là có sẵn rồi Hồi nãy mình quăng vô rồi ha à, Đấy, cái vải thì quan trọng nhất là cái uh, diffuse ha đó, Bây giờ mình sẽ đi uh, cho cái diffuse nó Thì mình sẽ để cho nó uh, có cái độ chuyển màu á Mọi người thấy không à, Đây, cái phần mà nó nằm ngang á Hay là cái ánh sáng đánh vô đó, thì nó sẽ có bạc bạc ở đây nè đây. còn mà mình nhìn trực diện á cái màu của nó rất là sậm ở đây nè ha à, đó cái này là cái tính chất của cái vải rồi à, Rồi bây giờ nhá em sẽ cho nó có cái độ chuyển màu thí à, dụ như là à, mình đi chuột phải nè mình chọn cho là map nè ha general nè mình sẽ cho nó cái chuyển màu bằng cái phao up ha trong cái phao up này nè nó sẽ có hai màu à, đó à, hai màu này mình có thể là mình đi chích màu của nó ha đó, hồi nãy mình cũng đã từng đi đưa cái tấm hình này vào rồi nè, cho nên ở đây nè ha, trong cái phao photo này nè, mình chọn, mình đi hút màu cho nó, à, em đi tạo màu đậm trước đi ha, đó, à, thấy là nó lớn đớm màu không? À, có chỗ màu đậm màu nhạt á, thì chúng hồi cái màu nhạt mình sẽ làm sao? bây giờ mình đi tạo cái màu đậm cho nó đi, đó, thì nó sẽ chuyển à, à, cái màu này ha, mình đi cầm cái này mình đi copy nè, ok nhá, thì hiện tại nè, mình thấy cái này nó chưa có được cái độ chuyển màu đâu tại vì hai cái màu trên dưới này nó như nhau mà đó mình cho nó chuyển sáng sáng qua rồi ha à, xong rồi á cái này mình có thể uh, rồi em sẽ cho nó chuyển màu bằng uh, can thiệp vô cái này đi ha à, đặt mình đi thêm điểm nè bấm vô cái dấu cộng ở đây thêm điểm nè ha thêm cho nó một điểm ở đây xong rồi cái mình mua cái điểm này nó lên nè mua cái điểm này nó xuống nè thấy không rồi thấy không cái độ chuyển màu của nó gắt ở đây nè bây giờ mình sẽ làm mềm cái này lại ha mà cách là mình chuột phải dưới đây cái này mình sẽ đổi qua thành bezier corner À, không, lộn bezier mốt nhá, rồi còn cái này nè, mình sẽ đổi nó qua hình bezier corner, xong rồi cái mình cầm cái vector này thấy không, mình đi mung nó về đây, rồi cái này nè, mình cũng chuyển cái thanh thành bezier corner để nó xuất hiện cái vector nè, mình mung nó như thế này ha, rồi thấy không, nó mềm ra rất là nhiều so với lại cái hồi nãy, hồi nãy là nó có một lần ở đây nè, rồi bây giờ cái này á, thì mình sẽ quăng nó vô cái kênh diffuse nữa ha, như vậy là mình có được một cái, uh, uh, đó, bây giờ là mình có được một cái vải nó sẽ trông giống như thế này, nó có cái độ chuyển màu như thế này. Rồi bây giờ uh, chắc là em sẽ thử đi uh, render test nhé uh, Cái cái vải chưa xong nha, cái vải mình còn một cái bước là làm cho nó lớn đốm ơi cái màu nó thấy ghê quá. Kệ nó, mình mình sẽ quan tâm tới cái uh, để mình quan tâm tới cái gỗ này trước nè ha, chứ lại quan tâm tới những cái kim loại này thấy không? Cái cái này á cho là mình chưa có làm cái hiệu ứng mà nó xoáy tròn xoáy tròn ở đây á, cho nên mọi người thấy là cái nào mà ánh sáng nó đập vô á, à, tại vì có cái HDRI nó đang chiếu theo cái hướng này nè. Nó cái ánh sáng nó đập vô thì nó đang trông giống như thế này nè ha. Đây, còn cái uh, bình thường á thì nó sẽ uh, nó sẽ lên được cái màu vàng vàng ở đây nè ha. Rồi. Tại cái màu này thứ nhất là nó đang bị uh, vàng quá, nó bị chua lè luôn rồi rồi mình cứ từ từ, mình đợi xem có cái gì cần chỉnh hay không. Đó cái vấn đề về màu thôi ha. Còn cái màu gỗ này mình xem là nó đã uh, phù hợp chưa? Cái này em thấy là cái 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 này cái gỗ này nó cam quá. nè uh, Rồi cái này chắc là em sẽ cho cái màu nó lên lại cái màu đỏ đỏ cam cam một chút xíu, một chút xíu thôi nhá Xong rồi cho cái màu nó đậm hơn nữa. Một lần á mình đi chỉnh nhiều nhiều xong rồi cái mình đi test á, uh, xong rồi cái mình cần chỉnh cái gì đó nha. Thì mọi người cứ uh, đi Uh, nó lại hết một lần á, xong rồi cái mình đi uh, mình mình đi chỉnh cùng lúc chứ tránh trường hợp là mình cứ cài nhấp cài nhấp mình đi làm từng cái thì nó sẽ cực kỳ lâu luôn. Bây giờ cái này uh, đó, cho nó lên để được cho nó lên cái màu đỏ tí xíu cái mắt gỗ ấy nha. Đó, mình cho nó lên cái màu đỏ tí xíu nè. Cái saturation này đừng có kéo nhiều quá. Uh, rồi cho nó đậm hơn nè, thí dụ như là mình cho nó xuống 0.8 đi. Nó thì cái màu gỗ của nó nó sẽ đậm hơn nhiều ha. Rồi còn cái màu này nè là cái màu mà cái cái vải nó đang thấy ghê như thế thì mình sẽ này, em cho nó sẫm màu lại nhé, cho nó bạc màu lại, sẫm lại, xong rồi copy trên xuống nè, rồi cho nó lên cái màu này. Nó thấy ghê là tại vì á, mọi người biết tại sao không? À, nãy em chuyển ra cho cái màu quá, cái màu nó tươi quá, cái màu nó vàng quá, à, nó xanh nó xanh vàng quá. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhé cho cái màu nó nhu lại. Đó, tạm thời thấy cái màu nó như thế này Bây giờ mình sẽ làm luôn cái bước cuối Đó chính là làm cho cái vải này nó lớn đớm nè Thấy không? Nó lớn đớm lớn đớm ở đây nè à, Thì bây giờ ha Mình sẽ sử dụng một cái vật liệu là cái vật liệu plan Mình chuột phải nè Xong rồi cái mình vô cái material nè Vray nè, mình sẽ chọn vô là cái Vray plan mtl Đó à, Bạn nào mà không quen á, mình sẽ kiểm vô đây nè ha Mình thao tác trong cái bảng này thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình Đấy, Cái cái vật liệu base Là 1 trong 2 Bây giờ cái vải này nè À, em cho nó là cái vải mà màu nhạt ha và mình cần thêm một cái vải màu đậm nữa. đó thì mình gi gi giữ cân chồ ship xếp á mình đi copy cái vật liệu này ra nè cái dưới này nè mình cho nó là uh, vải màu đậm nhá cái chữ đậm em lại phải bỏ dấu này uh, xong rồi ha mình sẽ cho nó uh, mình cũng sẽ xài luôn cái phao ướp này nè nhưng mà cái này là nó nhạt màu bây giờ mình sẽ làm đậm hơn bằng một cái uh, kênh đó mình cũng vô kênh map nè, channel ray nè xong rồi cái color correction nữa đó lại là color correction đó mình đưa cái map này nó vào đây để nó lọc qua đây xong rồi đưa nó vô cái kênh phim nè đó để cho nó đậm hơn á mình làm như thế này thì được cái gì ha mình được cái tông màu á mọi người đó mình giữ lại được cái tông màu này à, này nhà nó chỉ đậm hơn thôi đậm hơn thì bằng cách nào nè ha mình cho nó bấm qua đây nè xong rồi thấy cái này quen không mình cho nó không chấm không chấm tám đi chẳng hạn đó đó, thì cái ở trên nó nhạt nè ở dưới này nó đậm màu hơn nè ha à, một trong hai cái cái nào cũng được ha mình cho nó một cái là vô space nè xong rồi cái uh, mình sẽ nhớ là instant nó nhá còn cái màu đậm nè mình sẽ pha trộn với lại với lại cái này ok ha nè thì hiện tại cái vải này nè nó chưa có được cái uh, lớn đốm đâu nha mà nó sẽ trơn màu như thế này đó chính là cái màu nhạt với cái màu đậm nữa đang trộn lại bây giờ mình sẽ cho nó lớn đốm bằng một cái map cái map đó là cái map uh, cái map đó là cái map blend nhá Đâu, trong cái file thực hành của mọi người á, trong cái mục test chơi nè ha, có một cái map plan này nè, cầm cái map này quăng ở vô đây. Cái map này thí dụ như mà mình không quen thao tác ở trên đây nè, tại vì mọi người thấy á, mình kéo một lần nó có tới dẫn tới hai 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 đường nè ha. Thì ví dụ như mình không quen á, mình bấm vô đây, bấm vô cái ở plan nè ha, nó sẽ ra cái giao diện này ở đây. Mình cầm cái map này nè, mình quăng vô đây, thấy cái vật liệu số 1 không? Mình sẽ ở ngoài trộn cái vật liệu số 1 bằng cái map này. Xong rồi cái mình nhấn vô instant luôn nhé thì lúc này nó sẽ được lấm đốm lấm đốm ở đây nè cái lấm đốm này thí dụ như là mình thấy nó chưa rõ ha thì mình sẽ cho hai cái màu đậm nhạt này nó cách nó 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 cách ra thí à, dụ như mình cho nó 0.8 đi đi à, thì một cái sáng một cái đậm á nó nó sẽ lấm đốm rõ hơn à, ok nhé bây giờ mình sẽ thử nè ở đây em chưa thấy nó lấm đốm ha cái lý do là tại vì sao tại hồi nãy á mình đi hút vật liệu á là mình mình đi hút cái đây nhá hồi nãy mình đi hút vật liệu là mình đi hút cái này nè bây giờ mọi người hãy đi uh, open cái group này ra ha xong rồi cái mình chọn cái cái phần vải á mình đi gán lại cho nó cái vật liệu blend nha chứ còn hiện tại á nó đang là cái vật liệu vải màu nhạt này thôi nè cho nên là mình chưa thấy được cái sự lấm đốm của nó đâu mình sẽ phải cầm cái vật liệu blend này nè ok chưa mình đi gán lại cho nó nha này thích thì mình có thể là mình đi chọn cái map này thí dụ như mình muốn biết cái vùng lấm đốm nó như thế nào á mình chọn cái map này nè mình hiển thị cái map nó bấm vô đây này nhá thấy không nó lấm đốm như thế này rồi bây giờ mình sẽ thử ha bây giờ là nó đã lớn đốm như thế này rồi nhưng mà có điều là em đang thấy là nó bị lớn đốm hơi bị uh, uh, nó lớn đốm uh, hơi nhiều quá thì mình sẽ đi điều chỉnh lại cho nó nhé với lại cái màu cái cái màu xanh của em xong mà nó bị chua quá thì mình sẽ điều chỉnh nó ở trong cái phao ốp này nè thấy không nhờ mình đã chỉnh ở trong đây bây giờ lớn đốm ít hơn á uh, thì mình cho hai cái màu này nó cách nhau ít thôi Thí uh, dụ như là còn lại là không uh, chấm À, chính đi cái màu này nó bị chua quá có thể là do từ đây mình giảm bớt cái sắc xanh nó nè gì nó lại tí xíu cái này cho nó tối hơn à, khi mà mình điều khiển bằng cái đó đó mọi thứ nó liên với nhau á mình đi điều khiển một lần thôi thì nó sẽ uh, nó nó sẽ những cái nào liên quan á nó sẽ được điều chỉnh uh, xuống hết cho mình luôn ha bây giờ em sẽ uh, ok cái màu này nhá uh, rồi lúc này em sẽ thấy là cái ánh sáng này của nó nó đang bị uh, tối quá đấy. Hồi nãy là mình để màu xám ha. Mình render ra thì mình thấy là giống như nó gần như cháy sáng vậy đó. Nhưng mà mình lên cái vật liệu rồi đó. Cái vật liệu nó lại tối màu hơn cái màu xám lúc đầu của mình đó. Cho nên là nó xảy ra cái tình trạng là nó sẽ tối hơn như thế này. Cái mắt băm này thí dụ như mình thấy nó mạnh quá thì mình hãy giảm nó xuống còn 15 ha. Chế mặc định của cái băm thì nó sẽ là 30. Rồi tạm thêm để nó như thế này đi. Sau một hồi đáng đo em đã thay đổi lại cái ánh sáng cho nó một chút xíu Để cho cái bài của mình nó sáng lên ha Tránh trường hợp là nó cũng bị mờ nhạt quá nó Đánh cho cái ánh sáng nó bật cái sản phẩm lên Rồi như vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cái cách mà mình đi tạo vật liệu Cái kim loại nè, gỗ nè, với lại vải này rồi nha Em sẽ chốt lại cái tutorial này ở đây nhé Ê ê khoan chốt nha Ờ đó em vừa mới tắt định chốt cái uh, tutorial rồi uh, thì em có một số cái điều chỉnh uh, nhỏ thôi nhưng mà nó cải thiện được cái kết quả của mình nó nhiều hơn ha uh, thí dụ như cái này nè mọi người có thể thấy là cái này cái pump này nó đang rất là thô nhá điều chỉnh cái map nó nhỏ lại á uh, mình sẽ thấy là cái vải á uh, nó sẽ được mịn màng hơn rất là nhiều luôn đó nó có cái sự khác biệt lớn nha okay. uh, thế thì mình điều chỉnh nó ở đâu ha huh? ở trong cái vật liệu á uh. uh, thay vì á uh, mà uh, hồi nãy đó nha là cái của mình nó như thế này đó cái vật liệu vải của mình đó thấy không à, hồi nãy là nó có hai kênh băm ha đây nó có hai kênh băm nó trông giống như thế này này thấy không đó, thì mình bỏ cái 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 vải đậm với cái vải nhạt này nè nó cùng một cái mắt băm ha thì bây giờ mình đi điều chỉnh cho nó đó mình đi xóa một cái đi mình đi lấy cái mắt băm ở trên nè mình quăng xuống dưới cái kênh băm sao quá không thấy cái băm nó đâu đây nè ha còn cái này nè đưa nó vô kênh băm đó đậm nhạt gì thì nó cũng cùng một cái mắt băm ha rồi bây giờ á trong trường hợp này nè thí dụ như mà mình đi thay đổi nó bằng cái unwrap á thì nó cũng sẽ rất là phiền ha à, đó mình có ngoại trừ cái cách thay đổi bằng cái cách là mình đi unwrap thì mình có thể thay đổi nó bằng cái cách là mình đi điều chỉnh cái thay link của nó mình vô ngay cái trong cái bitmap nè mọi người thấy cái thay link này không đó thí dụ như mình để cho nó là 0.7 0.7 thì cái này nó sẽ to hơn ha cứ dưới không dưới một dưới 1.0 thì nó sẽ to hơn bây giờ em sẽ để nó lên uh, 1.5 nè 1.5 nè thấy không thì cái này nó sẽ nhỏ lại và khi mà nó nhỏ lại á thì thì nó sẽ được cái là uh, nó sẽ mịn hơn chứ nó không có bị thô như hồi nãy ha với lại cái gì nữa uh, cái cường độ băm á mặc định hồi nãy em vẫn để cái băm của nó là 30 ha nhưng mà em đã điều chỉnh nó xuống em giảm nó xuống còn 15 thôi nè thấy không uh, cái đậm nhạt luôn nha cái băm thì do nó là hai vật liệu riêng rồi cho nên là mình sẽ phải điều chỉnh riêng nhé thấy không Uh, đây nè cái cường độ băm nè mình để cho nó là 15 lăm thôi tránh uh, trường hợp là mình để nó cao quá nhá rồi đối với lại vải thì em chỉ có điều chỉnh như thế thôi điều chỉnh xong thì mọi người sẽ được một cái vải nó mịn màng như thế này đó nó có cái lấm đốm nhẹ, nhẹ nhẹ ở đây rồi cái màu sáng màu tối rồi nhá uh, ok đó bây giờ thì uh, thực sự là đi chốt cái video uh, đi chốt cái tutorial này lại ở đây nhá đó là toàn bộ nội dung của các tutorial ngày hôm nay rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi đến giờ phút này hẹn gặp lại mọi người ở trong một cái video tiếp theo nhé bye, bye bye xin chào mọi người nào.